chương 1554, đây là một cái bẫy. Hỏng bét, độc linh cùng địch linh nhi y thiền nội tâm đồng thời thầm kêu không ổn, độc linh quên đi một việc, nơi này có cái phong vương cấp thủ hộ giả. Mặc dù cái này thủ hộ giả nhiệm vụ chỉ phụ trách thủ hộ truyền tống trận, không để ý tới còn lại sự tình. Nhưng độc linh như thế lén lén lút lút tiềm hành ra ngoài, còn xúc động thủ hộ núi nhỏ cấm chế, cái này thủ hộ giả làm sao lại không bị kinh động. Cảm nhận được nhậm thiên phàm tiểu ưng vương còn có vô số cường đại thần thức quét tới, Độc linh nội tâm âm thầm kêu khổ trên mặt hắn quang mang lóe lên lộ ra bộ dáng lúc trước chắp tay nói Độc linh gặp qua chư vị các ngươi tiếp tục tiêu diệt toàn bộ âm thú ta chỉ là đi ngang qua thôi đã bại lộ bằng vào mọi người thần thức có thể nhẹ nhõm khám phá hắn đơn giản dịch xung thuật Độc linh dứt khoát thoải mái hiển lộ thân phận kiếm sát bí cảnh một trận chiến hắn tuyên bố đại thịnh xem như một nhân vật theo lý thuyết nhậm thiên phàm sẽ không quá nhiều làm khó hắn a à. sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều Nhậm Thiên Phàm trên thân sát khí lóe lên, thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén bắn xuống, rời đi độc linh ngàn trượng đứng thẳng, đồng thời hắn thân vệ trong doanh 10 tên phong hào chiến thần toàn bộ điều động, xa xa đem độc linh bao bọc vây quanh, Nhậm Thiên Phàm u lãnh khóa chặt độc linh nói, "Độc linh, ngươi thật lớn mật, dám lặng lẽ tiềm phục tại ta phá thiên trong quân." Nói, "Ngươi có gì ý đồ?" Mạch Hoài Tang bọn người toàn thân kéo căng, một cử động nhỏ cũng không dám, nội tâm khẩn trương tới cực điểm nhất là địch linh nhi biết rõ đãng ma quân quân kỳ giống như lúc này nhậm thiên phàm muốn truy cứu sẽ có đại phiền toái độc linh mặt không biểu tình nhún vai nói nhâm đại nhân không nên hiểu lầm ta chỉ là muốn vào luyện ngục bí cảnh dò xét một phen vừa lúc các ngươi đại quân tới này tiêu diệt toàn bộ âm thú sở dĩ ta liền không có đi báo cáo nội vụ đường đi theo các ngươi đáp đi nhờ xe vào đây thôi nhâm đại nhân đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi làm gì làm to chuyện đãng ma quân quân kỳ phi thường nghiêm ngặt nhưng chính như ô thiên vương nói, quy tắc đều là người định, giống như người đạt tới nhất định thực lực cùng cảnh giới, phá hư quy tắc cũng không phải là cái đại sự gì. Độc linh thân phận và địa vị hỏng một điểm nhỏ quy củ, theo lý thuyết cũng không phải là đại sự. Nào biết nhậm thiên phàm lại giận dữ, hắn trùng điệp hư một cái nói, độc linh, ngươi còn muốn giảo biện nói hay không lời nói thật ngươi trà trộn vào đại quân ta có mục đích gì, muốn ám sát ai giống như không nói thật, đừng trách bản tướng quân vô tình, trực tiếp giết chết ngươi. Ông, Vây quanh Độc Linh 10 tên phong hào chiến thần binh khí quang mang lấp lánh, như lâm đại địch tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhậm Thiên Phàm trong tay cũng xuất hiện một cái quang mang lưu chuyển trường đao, xem ra là chuẩn bị xuất thủ. Giết chết, Độc Linh sắc mặt ngưng trọng lên, tình huống này có chút không đúng a, à, một kiện như thế tiểu nhân sự tình, lại muốn trực tiếp giết chết coi như hắn phá hư quy củ cũng chỉ hội cầm xuống, đưa đi quân pháp chỗ thẩm phán a à làm sao có thể tại chỗ giết chết. Sự tình đã biến thành bộ dạng này, Độc Linh không cách nào chỉ có thể cắn răng nói ra, "Nhâm đại nhân, ta như thật muốn ám sát, ngoại trừ tiểu ưng vương bên ngoài, ai có thể chống đỡ được không khách khí, nếu ta muốn ám sát ngài, vừa rồi ngươi đã chết. Tại hạ thật chỉ là vào đây có chút việc, việc này qua đi ta tự mình đi quân pháp chỗ lĩnh tội, như thế nào?" Ha 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 ha, Độc Linh cuồng ngạo lời nói triệt để chọc giận Nhậm Thiên Phàm, hắn cười lạnh mấy tiếng nói, "Tốt tốt tốt, bản tướng quân ngược lại là muốn nhìn, ngươi là thế nào ám sát ta không cần ngươi lĩnh tội." bản tướng quân trực tiếp đưa ngươi đi quân pháp chỗ. Tất cả mọi người thống lĩnh nghe lệnh cầm xuống độc linh, như hắn dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Nguy rồi, mạch hoài tang bọn người nội tâm triệt để trầm xuống, nhưng vào lúc này, các nàng cách đó không xa một tên quân sĩ đột nhiên quát lớn, thượng tướng quân, nơi này còn ẩn vào đến mấy người, các nàng không phải chúng ta phá thiên quân. Bá bá bá, vô số ánh mắt cùng thần thức quét tới, tiểu ưng vương thần thức đồng dạng quét tới, Tại địch Linh Nhi cùng y thiền mấy người trên thân đảo qua, hắn sắc mặt lập tức trở nên lãnh nhược hàn băng, như ưng ánh mắt khóa chặt mạch hoài tang, lạnh lùng nói, mạch hoài tang, ngươi làm cái quỷ gì mấy người kia là ai? Hừ, nhậm thiên phàm hừ lạnh một tiếng nói, tiểu ưng vương, người cái này thống lĩnh nên được quá xứng trước A à lặng lẽ trà trộn vào nhiều người như vậy ngươi thế mà đều không biết chút nào vạn nhất đều là gai khách, tất cả chúng ta đều sẽ mất mạng, người tới, đem các nàng mấy người toàn bộ cầm xuống. Hiu hiu hiu, trên đỉnh núi mấy tên cường giả thân ảnh chấp động hướng y thiền địch linh nhi bọn người điên cuồng dũng mãnh lao tới tại y thiền mấy người đều không có phản ứng trước đó trong nháy mắt cầm xuống các nàng liền mạch hoài tang cùng địch linh nhi đều như thế bị bắt rồi không thích hợp độc linh bản năng cảm giác có vấn đề ánh mắt của hắn đột nhiên hướng bạch đế thiên cùng thù đao còn có một số công tử trong mắt quét tới không ra ngoài ý liệu của hắn những công tử này giờ phút này trong mắt đều là phóng túng tả chi quang khóe miệng cũng bản năng lộ ra một tia trào phúng cùng đùa cợt bị lừa rồi đây là một cái âm mưu nhậm thiên phàm không phải ô thiên vương người hắn tuyệt đối là du thiên vương người độc linh bản thân là cấp cao nhất thích khách am hiểu bố trí các loại âm mưu ám sát địch nhân đầu óc hắn nhất chuyển trong nháy mắt tự tỉnh mộ lại hắn nhìn lướt qua thất kinh mạch hoài tang còn có mặt mũi tràn đầy âm trầm tức giận tiểu ưng vương minh bạch việc này hai người cũng không cảm kích tiểu ưng vương tính cách tuyệt đối sẽ không dính vào mạch hoài tang còn không đến mức đi hãm hại giang giật thê tử cái này nữ nhân ngu xuẩn hẳn là bị người lợi dụng, có người bày một cái bẫy, mục tiêu liền là hắn cùng y thiền ba người, cái này chủ xử sau màn có thể là bạch đế thiên, có thể là thù đao, có thể là du thiên nghịch, thậm chí có thể là du thiên vương, mà lại cục này phải đến phi thường xảo diệu, đào một cái hố để bọn hắn chủ động đập. Coi như sau đó có người đoán được đó là cái âm mưu, cũng vô pháp phản kích chủ sử sau màn, bởi vì độc linh các nàng bản thân tựu vi phạm với đáng ma quân kỷ, nhậm thiên phàm có quyền cầm xuống các nàng, Độc Linh như phản kháng lời nói, cũng có quyền đánh chết tại chỗ. Độc Linh không có phản kháng, cũng không phải là hắn sợ chết, mà là phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, coi như hắn liều mạng phía dưới đánh chết Nhậm Thiên Phàm lại như thế nào nơi này chính là có một cái phong vương cấp thủ hộ giả a. Đầu óc hắn phi thường chuyển động, nghĩ đến phá cục biện pháp, cuối cùng hắn đem ánh mắt bỏ ra Tiểu Ưng Vương, giống như Tiểu Ưng Vương hỗ trợ, hôm nay từ cục có lẽ có giải khai khả năng. Sở dĩ hắn quát lớn, chờ chút mười tên phong hào chiến thần lúc đầu hướng độc linh vào tới tại một tiếng này quát lớn hạ đều ngừng lại độc linh tuyên bố bên ngoài bọn hắn không dám cùng độc linh liều mạng bằng không bọn hắn mười người ít nhất có một nửa sẽ chết đi tiểu ưng vương ba người kia là thiếu chủ nhà ta giang giật thê tử mạch hoài tang cùng địch linh nhi thân phận ngươi hẳn phải biết chúng ta vào đây là nghĩ cách cứu viện thiếu chủ nhà ta thiếu chủ không có chết rất có thể là bị thần thụ khốn trụ nhậm thiên phàm là du thiên vương người hôm nay tình huống là có người bố cục lừa giết chúng ta, mời tiểu ưng vương xem ở muội muội của ngươi trên mặt mũi, giúp chúng ta một cái. Độc Linh nhanh chóng truyền âm cho tiểu ưng vương, truyền âm xong hắn nhìn xem nhậm thiên phàm tiếp tục nói ra, nhầm tướng quân, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, nói thật cho người biết thiếu chủ nhà ta không chết, người nếu dám trợ trụ vi ngược, chờ thiếu chủ nhà ta trở về, hậu quả sẽ là cái dạng gì ngươi hẳn là tin tường. Bạch Đế Thiên, thù đao còn có các người đều nghe, Thiếu chủ nhà ta tính khí các ngươi nhất hiểu không qua, dám làm tổn thương ba vị phu nhân, tự gánh lấy hậu quả. Chương 1555, Tiểu Ưng Vương chi nộ. Xoạt toàn trường một mảnh xôn xao, Tiểu Ưng Vương thù đao bạch đế thiên nhậm thiên phàm một mặt chấn kinh ngạc, độc linh cho mọi người lực trùng kích quá lớn, rất nhiều công tử ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Giang giật là ai a à kia là một người điên, giống như hắn thật không chết, chờ hắn trở về biết được bọn hắn Ngư hại vợ con của nàng đoán chừng tất cả mọi người muốn chết không có chỗ chôn a à. hoang đường bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt rất nhiều người tỉnh ngộ lại cảm giác là như vậy hoang đường cùng buồn cười Giang giật không chết có khả năng này sao đều đi qua 20 ngày dù Thiên Vương vào đây đều phải chết a à sở dĩ mọi người lập tức kết luận độc Linh là đang hù dọa bọn hắn tiểu ưng Vương đồng dạng bản năng cho rằng độc Linh tại xả Đản Giang giật tuyệt đối không thể nào sống sót cái này luyện ngục bí cảnh hắn tới qua nhiều lần mỗi lần nhiều nhất chỉ dám ở bên trong ngây ngốc một ngày, đây là bởi vì mặc vũ tộc tốc độ biến thái, linh hồn cường đại duyên cớ. Chỉ là độc linh nói, ba cái kia xa lạ nữ tử là giang giật thê tử, để hắn xem ở giang tiểu nô trên mặt mũi hỗ trợ, điểm này hắn có chút trần chờ Đối với giang giật hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, hơn nữa còn phi thường phản cảm. Nhưng nếu quả như thật là giang giật thê tử, hắn liền không khả năng không xem ở giang tiểu nô trên mặt mũi giúp một cái, cảm giác của hắn lực rất khủng bố, hắn theo bạch đế thiên cử nhận đám người trong mắt nhìn ra rất nhiều vấn đề. Cái này đích xác là một cái bẫy. Giang giật đã chết, đám người này nội tâm lửa giận còn không có triệt để phát tiết ra ngoài, muốn từ giang giật ba cái thê tử trên thân đạt được phát tiết. Tiểu ưng vương đối với loại tình huống này phi thường phản cảm, hắn tổng cho rằng nam nhân ở giữa chiến đấu muốn đường đường chính chính, không nên dùng âm mưu quỷ kế, càng không thể liên lụy vô tội. Khi dễ mấy cái nhược nữ tử có gì tài ba muốn giết độc linh quang minh chính đại đi quyết đấu, dạng này lừa giết tính là gì hảo hán. Sở dĩ hắn trần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói, thượng tướng quân, việc này ta xem trong đó có ẩn tình, nếu không. Ta tự mình dẫn bọn hắn rút quân về kỷ đường, để ba vị thống soái công thẩm như thế nào độc linh, người có bằng lòng hay không bó tay đợi trói rút quân về kỷ đường lĩnh tội. Độc linh cảm kích nhìn tiểu ưng vương một chút, gật đầu quát khẽ nói, nếu như là tiểu ưng vương tự mình áp giải, ta độc linh tuyệt không phản kháng. Ách, lần này đến phiên Bạch Đế Thiên cử nhận bọn người có chút luống cuống, Nhậm Thiên Phàm đôi mắt lấp lóe, rõ ràng có chút khó khăn. Như Tiểu Ưng Vương mang theo mọi người trở về, hôm nay ván này tiểu rõ ràng xếp đặt, trở lại quân kỷ chỗ Ô Thiên Vương bọn người biết được về sau, nhiều nhất trách phạt một phen độc linh, tuyệt đối sẽ không giết hắn, giang giật ba cái thê tử lại càng không có nửa điểm sự tình. Độc linh đoán không lầm, Nhậm Thiên Phàm mặt ngoài là Ô Thiên Vương người, kỳ thật phụng trộm là Du Gia Gia Nô, du thiên vương giã tâm cũng đại nghĩ độc bá đãng ma cốc hắn lặng yên sắp xếp rất nhiều người vào đây nhậm thiên phàm liền là trong đó một cái mà lại chuyện lần này du thiên vương biết đến nhất thanh nhị sở giống như hắn không gật đầu nhậm thiên phàm cũng sẽ không bại lộ du thiên vương gật đầu là muốn đánh giết độc linh tại kiếm sát bí cảnh bên trong hắn bị độc linh đoạn mất chỉ một cái mất hết thể diện độc linh giống như thành thành thật thật tại địa sát giới ở lại hắn có lẽ sẽ không động sát tâm, giờ phút này chính mình đưa tới cửa hắn làm sao có thể không báo thù. Giang giật chết rồi, độc linh một cái mị ảnh tộc khí đổ đã mất đi chỗ dựa, coi như sau đó có người đoán được lại như thế nào coi như ô thiên vương long thiên vương biết rõ lại như thế nào hai đại đại vương tuyệt đối sẽ không bởi vì một tiểu nhân vật cùng hắn vạch mặt, vụng trộm ai không có tiểu động tác ba đại thiên vương cương trực công chính kia cho ngoại nhân xem. Nhậm thiên phàm nghĩ đến một trận, nghĩ thông suốt sự tình. Lần này thân phận của hắn như là đã bại lộ, Kế hoạch kia tự tuyệt không cho phép có sai lầm. Dù sao lần này thất thủ, lần sau liền sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Độc Linh cùng Y Thiền bọn người tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai sai lầm, luôn không khả năng tại đãng ma cốc hoặc là địa sát giới động thủ đi. Nhậm Thiên Phạm cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu ưng vương, việc này ta còn không có truy cứu trách nhiệm của ngươi, ngươi thế mà chính mình nhảy ra ngoài ngươi chủ động muốn áp giải bọn hắn trở về, ngươi muốn làm gì độc linh khủng bố cỡ nào ngươi chẳng lẽ không biết hắn như ám sát?" bản tướng quân cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bọn hắn tại sao lại tiềm phục tại quân đội của ngươi đâu ngươi là có hay không muốn cho bản tướng quân một cái thuyết pháp. Giờ phút này vừa lúc thời gian một nén nhang đi qua, bầu trời hồng quang biến mất, âm thú nhanh chóng thối lui, khắp nơi tia sáng kịch liệt ảm đạm. Nghe được nhậm thiên phàm, tiểu ưng vương gương mặt kia vốn là cực kỳ âm trầm, giờ phút này càng lộ vẻ khó coi. Hắn một đôi như ưng con ngươi lục quang lấp lánh, phía sau hai cánh cùng hai cái lợi chảo đồng dạng lục quang hiển hiện, trên người khí tức cuồng bạo tràn ngập, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa nhậm thiên phàm quát lạnh, thượng tướng quân, ta một mực kính nể ngươi là nhân vật, của ta chiến công đã sớm tích lũy đủ rồi, một mực không có khiêu chiến ngươi, cầm xuống ngươi thượng tướng quân chi vị là cho mặt mũi ngươi. Ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta thật như chơi chết ngươi lời nói, ngươi cho rằng tam đại trí cao thống soái dám giết ta. Xoạt, toàn trường sôi trào, những cái kia vốn muốn đi truy sát âm thú quân sĩ đều rút về, toàn bộ đôi mắt lấp lóe không biết làm sao tiểu ưng vương thân phận địa vị quá đặc biệt nhậm thiên phàm cũng là phá thiên quân thống soái hai người lại để cho nội chiến hai cái này đại nhân vật thật muốn khai chiến mọi người tự hoàn toàn không biết làm sao bây giờ giúp ai đều không đúng giúp nhậm thiên phàm bị tiểu ưng vương ghi hận hậu quả rất nghiêm trọng giúp tiểu ưng vương nhậm thiên phàm lại là thượng tướng quân ha 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 nhậm thiên phàm cười ha hả trên mặt đều là nổi giận cùng sát khí hắn vẫn nộ quát tiểu ưng vương Ngươi thật sự cho rằng có cái tốt cha liền có thể tại địa giới sông pha ngươi muốn giết chết ta đến a? Bản tướng quân nhìn xem ngươi là có hay không có bản sự này, toàn quân nghe lệnh cầm xuống Độc Linh, hắn nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Hưu, nói xong, Nhậm Thiên phàm thân thể hướng Độc Linh cùng Tiểu Ưng Vương ở giữa bay đi. Như Tiểu Ưng Vương dám đi nghĩ cách cứu viện Độc Linh, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ, việc này bên ngoài hắn chiếm lý, hắn sợ cái gì Tiểu Ưng Vương rất mạnh, hắn lại là Phong Vương cấp dưới đệ nhất người hắn tự tin nhẹ nhóm có thể trọng thương tiểu ưng vương. Cần tuân thượng tướng quân chi mệnh, toàn bộ động thủ. Bạch đế thiên cửu nhận còn có vô số công tử quát lớn, các gia tộc cường giả điên cuồng hướng độc linh dũng mãnh lao tới. Độc linh đôi mắt nhất chuyển, xem tình huống hôm nay hắn nếu không đi là hữu tử vô sinh, coi như hắn có thể giết người, lại có thể giết bao nhiêu. Đi, hắn không có chút gì do dự, thân thể huyễn hóa ra mấy trăm đạo phân thân, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể chết đến không có ý nghĩa. Hắn muốn đi thần thụ phía dưới cứu ra giang giật, nếu không y thiền ba người nguy rồi. Nhậm thiên phàm, người muốn chiến, bản vương cùng ngươi chiến một trận. Tiểu ưng vương nổi giận xuất thủ, độc linh chết sống hắn không thèm để ý, hắn không thể để cho nhậm thiên phàm làm ẩu xuống dưới. Chỉ cần đánh bại nhậm thiên phàm, hắn liền có thể bảo trụ y thiền ba người. Sau lưng của hắn hai cánh điên cuồng vỗ, hai cái hiện ra ô quang lục trảo tại nhiệm thiên phàm trong mắt không ngừng phóng đại, như cho hắn một chảo đánh chúng, nhậm thiên phàm đều phải chết. Hướng phía nam công kích, một đám ngu xuẩn, độc linh chân thân chạy trốn. Nhậm thiên phàm nhìn lướt qua độc linh đầy trời phân thân, hắn nhìn thấy vô số phong hào chiến thần đối những cái kia phân thân công kích, mà độc linh chân thân lại tiềm hành hướng phía nam bỏ chạy, vội vàng chợt quát một tiếng, đồng thời hắn nổi giận xuất thủ cùng tiểu ưng vương chém giết. Hiu hiu hiu, đầy trời công kích hướng phía nam chút xuống mà đi, độc linh tiềm hành chân thân hiển lộ ra, toàn thân hắn bị tạc đến máu thịt be bét, lại cũng không quay đầu lại hướng phía nam phóng đi, đằng sau hơn 100 tên phong hào chiến thần lập tức điên cuồng đuổi theo. Bên này tiểu ưng vương cùng nhậm thiên phàm chiến ở cùng nhau, những cái kia phổ thông quân sĩ vội vàng hoảng sợ chia thoái phía sau, chàng diện loạn thành một bầy. chương 1556, độc linh, cùng chết đi. Nghị ảnh tộc đáng sợ, ở chỗ bọn hắn ám sát thuật. Giống như ngươi không cách nào dò xét đến hắn chân thân, như vậy ngươi chết như thế nào cũng không biết tiềm ẩn thuật vô thanh vô tức, coi như ở trước mặt ngươi ngươi cũng không phát hiện được, thần linh đâm có thể đâm thủng cực phẩm thần khí chiến giáp, cả hai phối hợp phía dưới, có thể quét ngang đồng cấp. Nhưng mị ảnh tộc giống như không cách nào tiềm ẩn, bọn hắn liền không như vậy đáng sợ. Mị ảnh tộc không quen chính diện tác chiến, bọn hắn nắm giữ thần thông cũng không thích hợp chính diện tác chiến, sở dĩ giờ phút này độc linh vô cùng khổ bức. Hắn bị nhậm thiên phàm xem thấu chân thân, tại hơn 100 tên phong hào chiến thần liên thủ công kích đến, mặc dù đã tiềm hành một khoảng cách, tối hậu quan đầu còn cực lực tránh né, nhưng vẫn là thụ thương. Một khi thụ thương trên người hắn liền sẽ đổ máu, coi như hắn cưỡng ép phong tỏa huyết mạch, trên thân cũng sẽ có mùi máu tươi, đuổi giết hắn hơn 100 tên phong hào chiến thần cấp cường giả trong đó không thiếu có được kỳ dị thần thông, nhẹ nhõm có thể truy tung đến hắn. Nếu không phải hắn có phân thân thuật, nếu không phải đuổi giết hắn hơn 100 người linh hồn quá yếu, do xét không đến hắn chân thân, giờ phút này hắn đã sớm chết hưu, đằng sau lại truyền tới từng đạo tiếng xé gió, kia hơn 100 tên phong hào chiến thần thành công đuổi theo, người vẫn đang đếm vạn trượng bên ngoài, một cái đại thủ ấn đột một tại hắn trên không ngưng kết, ầm vang vỗ xuống. Hóa, độc linh thầm mắng một tiếng, cấp tốc lao nhanh thân thể đột nhiên chuyển hướng, đồng thời lần nữa huyễn hóa ra mấy trăm cái phân thân, hướng tứ phía tám mới bay đi. Hắn chân thân không có hướng phía nam bay, bởi vì người phía sau đều biết hắn muốn đi phía nam hắn lặng yên nhắm hướng đông bên cạnh tiềm hành sau đó, đồng thời khống chế mấy chục cái phân thân hướng về sau mặt truy binh đánh tới. Phanh 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 phanh, phanh mặc dù biết vò tới mười mấy cái phân thân là giả, nhưng truy binh phía sau không dám khinh thường, riêng phần mình thi triển thần thông, đem độc linh phân thân từng cái đánh sơ sát, sau đó chia binh mấy chỗ, riêng phần mình truy sát độc linh còn lại phân thân. Nghị ảnh tộc phân thân thuật thật rất biến thái, mỗi cái phân thân giống nhau như đúc, thậm chí trên thân đều có mùi máu tươi, căn bản là không có cách dò xét cái nào là chân thân. đám này truy binh bộ phận là du gia người, bộ phận là bạch gia người của cửu gia, còn có một ít là hắn dư công tử thủ hạ. trong lòng bọn họ phi thường tinh tường. lần này không giết độc linh, về sau tựu không có có cơ hội. sở dĩ mặc dù truy sát hai ba canh giờ, vẫn không có chém giết độc linh, nhưng vẫn là không có người từ bỏ. các loại chờ sở hữu phân thân đánh sơ xác, tất cả mọi người lại tụ tập cùng một chỗ, căn cứ mùi máu tươi nhẹ nhóm khóa chặt độc linh chân thân đáng tiếc độc linh lại trốn xa muốn đuổi kịp công kích phải cần một khoảng thời gian dù ra một tên cường giả lãnh mâu lấp lóe một bên điên cuồng đuổi theo một bên trầm giọng nói ra dạng này không được đợi lát nữa đại gia không muốn riêng phần mình truy sát phân thân chúng ta toàn lực xuất thủ phạm vi công kích đem độc linh chỗ phạm vi bao phủ đi vào không cầu đánh giết hắn chỉ cần có thể để hắn bị thương lần nữa độc linh tuyệt đối trốn không thoát có đạo lý a à, ý kiến hay cứ làm như thế mọi người nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý trước đó bọn hắn một mực sợ chết sở dĩ độc linh phân thân vào tới hội trước tiên đánh sơ sát phân thân của hắn dạng này sẽ để cho độc linh chân thân trước một bước thoát đi giống như bọn hắn không để ý những cái kia phân thân trước tiên công kích chân thân khu vực phụ cận độc linh tuyệt đối sẽ thụ thương một khi thụ thương độc linh không thể trốn đi đâu được rõ ràng viết chấn động không gian một tên du gia cường giả trầm hống đạo bạch ra một cường giả đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường phía trước tầng không gian tầng ba động mà đi như gợn nước không gian ba động không ngừng, ba động rất mau đuổi theo lên phía trước Độc Linh, để tốc độ của hắn suy giảm, mọi người thì tăng thêm tốc độ, không ngừng rút ngắn khoảng cách của song phương. Mẹ nó, Độc Linh âm thầm kêu khổ, hắn nhưng là ở phía trước, không ngừng có âm thú tập kích quấy nhiễu, hắn cần tốn hao càng nhiều tinh lực, càng nhiều thể lực. Trên người hắn vốn là thương thế nghiêm trọng, chạy trốn mấy canh giờ, thương thế hắn không chỉ có không có tốt, ngược lại càng phát nghiêm trọng, cũng may trước kia hắn thường xuyên bị đuổi giết, cũng đã quen hiu hiu hiu, vẹn vẹn mấy nén nhang thời gian mọi người đem khoảng cách rút ngắn đến mấy ngàn trượng, độc linh lần nữa bắt đầu viễn hóa ra phân thân, chuẩn bị lại một lần chạy trốn. Du gia cường giả quát lớn, công kích, suy suy, âm âm vù vù, phanh phanh, hết thảy mọi người không tiếp tục để ý độc linh bay vụt mà đến phân thân, riêng phần mình thả ra tối cường thần thông, đem độc linh vừa rồi chỗ khu vực phụ cận toàn bộ bao phủ đi vào. Quả nhiên, loại này khu vực tính công kích, độc linh chân thân rốt cuộc ẩn tàng không ở, thoáng cái từ giữa không trung nổ ra, máu me khắp người, phía sau lưng máu thịt be bét, cái kia mọc ra tay kém chút lại bị nổ đoạn mất, xương cốt đều có thể nhìn thấy. Trốn, mượn nhờ bạo tạc lực trùng kích, độc linh đoạt mệnh lao nhanh, khóe miệng của hắn tiên huyết tuôn ra, nội tâm chìm đến đáy cốc. Đám người này học thông minh, hắn sợ là rất khó đến thần thụ phụ cận. Phốc, nghĩ tới đây độc linh lần nữa phun ra một ngụm máu, y thiền ba người sinh tử chưa biết, giống như tiểu ưng vương không gánh nổi các nàng, đoán chừng ba người lại nhận không phải người ngược đãi nội tâm của hắn càng phát thống khổ mà đúng lúc này phía trước lần nữa nổ bắn ra âm thú chờ hắn huyễn hóa ra mười mấy cái phân thân dẫn lái đi truy binh phía sau lại tới gần liều mạng hắn cắn răng chuẩn bị liều mạng địch nhân đã học thông minh mấy vòng công kích về sau hắn tuyệt đối phải bị tươi sống nổ chết đã sống không được vậy liền kéo lấy mấy người chôn cùng đi ông các loại chờ người phía sau tới gần hắn không đợi đối phương công kích trước huyễn hóa ra mấy trăm cái phân thân, bản tôn không có chạy trốn lặng lẽ lách đi qua, chuẩn bị liều mạng. A, à, truy binh phía sau khẽ giật mình, lần này độc linh làm sao sớm tự huyễn hóa ra phân thân a du ra cường giả nghĩ nghĩ quát khẽ nói, đừng để ý tới hắn, công kích. Hiu hiu hiu, trên trăm đạo công kích đánh ra, một trận cuồng oanh loạn tạc, đem phía trước không gian đều cho xé rách phá thành mảnh nhỏ, một chút nổ bắn ra đi lên âm thú ngược lại là bị oanh sát không ít, nhưng lần này độc linh chân thân nhưng không có nổi lên rõ ràng trước thời gian liền chạy hưu độc linh rất nhiều phân thân bắn tới mọi người chỉ có riêng phần mình phóng thích thần thông chuẩn bị đánh sơ sát những này phân thân đúng lúc này bên trái đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết mọi người thần thức đảo qua đi lại nhìn thấy một cái cửu gia cường giả đầu một nơi thân một nẻo độc linh thân thể lóe lên một cái rồi biến mất giết mặc dù độc linh thủ đoạn để mọi người kinh hãi nhưng độc linh đã lựa chọn khai chiến vậy hắn tuyệt đối trốn không thoát. Đơn đả độc đấu không ai có lực lượng cùng độc linh khiêu chiến, nhiều người như vậy vẫn không giết được hắn. Ong ong, lập tức, vô số hiểu không gian pháp tắc người lập tức chấn động không gian đem ngay tại tiềm hành độc linh cưỡng ép chấn động ra, bất quá độc linh thân thể đã cách một tên khác cửu ra võ giả chỉ có 10 trường. a à, nhìn qua độc linh cặp kia băng lãnh như dã thú đôi mắt, cửu ra gã cường giả kia linh hồn đều run lẩy bẩy Độc linh cả người biến thành một đạo thanh quang, thả ra thần linh đâm, cường giả này biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ trên người hắn mặc dù có cực phẩm thần khí chiến giáp nhưng thần linh đâm làm sao có thể chống đỡ được độc linh cùng chết đi biết mình sống không được người cường giả này điên rồi thế mà mặc kệ bên người có không ít người lại muốn tự bạo cùng độc linh đồng quy vô tận móa 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 độc linh thầm mắng vài tiếng hắn tại đường danh sinh tử nhiều năm du tổ bản năng để hắn trước tiên kịp phản ứng thân thể đột nhiên chuyển hướng vạch ra một đạo đường cong bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu phụ cận người dọa sợ, không để ý tới công kích độc linh, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Như thế cấp bậc cường giả tự bạo, nếu không đào tẩu rất nhiều người đều muốn bị tươi sống nổ chết. chương 1557, tâm đủ hung ác. Oanh, một đạo chấn thiên động địa tiếng nổ vang lên, thanh âm truyền khắp phương viên số ngàn vạn dặm không gian ba động liền truyền tống trận bên kia đều có một tia cảm ứng. Hiện trường càng là một mảnh hỗn độn, mặt đất sòng giá bị trà sát mấy chục tầng, phía dưới xuất hiện một cái cự đại hố sâu, rất nhiều nổ bắn ra đi lên âm thú bị tạc đến vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn mà lên, phương viên vạn lý không gian từng mảnh từng mảnh bị xé nứt, tràng diện 10 phần dọa người. Hơn 100 người có 1 phần 3 đều rất thảm, có mấy cái bị tạc gãy tay chân, mười mấy người người bị thương nặng. Độc linh thảm hại hơn, nửa người dưới toàn bộ không còn, giờ phút này bị nện tiến vào dưới mặt đất, sinh tử chưa biết. Hơn 100 người hoảng sợ chạy trốn trăm dặm, giờ phút này nhìn xem bên kia cuồn cuộn mà lên bụi mù, Nhìn qua kia 10 cái bị trọng thương người đều hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều âm thầm nhục mà cầu ra gã cường giả kia, chính mình muốn chết thì chết, thế mà liên lụy người khác độc linh như là đã hiện thân cái kia chính là cá trong chậu, nhẹ nhóm có thể giết chết, không cần thiết làm lớn như vậy động tĩnh a à phải biết tự bạo sau thế nhưng là thần hồn sợ diệt. Hưu, mấy tên du gia người không yên lòng, cùng một chỗ hướng bạo tạc trung tâm bay đi, bất luận độc linh phải chăng bị tạc chết rồi, bọn hắn đều muốn đem độc linh thân thể triệt để hủy diệt. A à. Rời đi bên này vạn lý xa địa phương, hai thân ảnh chính nhanh chóng bay ra, là một cái toàn thân như kiếm khôi lỗi mang theo một cái thanh niên mặc áo đen. Khoảng cách bạo tạc trung tâm gần như thế, thanh niên mặc áo đen tự nhiên có thể cảm nhận được không gian kịch liệt ba động. Khủng bố như thế bạo tạc đây cũng là cường giả tự bạo, luyện ngục bí cảnh nguy hiểm như vậy, bình thường sẽ không có người đến, chẳng lẽ? Thanh niên mặc áo đen đôi mắt lấp lóe, nội tâm có một loại dự cảm bất tường, hắn quát lớn kiếm sát phương, ra tốc thanh niên mặc áo đen đương nhiên là giang giật, hắn tại y thiền bọn người ra truyền tống trận sau liền đã động thân. Kiếm sát phương tốc độ so độc linh nhanh hơn, độc linh chạy trốn mấy canh giờ, hắn cũng đuổi đến mấy canh giờ đường. Lúc đầu song phương cũng không tại một đường thẳng bên trên, nếu như không có cái này bạo tạc, có thể sẽ còn gặp thoáng qua. Khủng bố như thế bạo tạc hấp dẫn giang giật, đến luyện ngục bí cảnh người không nhiều, tăng thêm cảm ứng được y thiền, sở dĩ giang Dật quyết định đi xem một chút, dù sao khoảng cách cũng không xa thật nhiều người vạn lý khoảng cách thoáng cái đã đến giang giật xa xa cảm ứng được rất nhiều người khí thức hắn thần thức quét tới rất nhiều thần thức cũng quét tới người của hai bên đồng thời sắc mặt đại biến độc linh giang giật dò xét đến nơi xa một cái dưới nền đất độc linh nửa người bị tạc không còn một người vừa mới nắm bắt cổ của hắn bắn ra trong mắt của hắn lập tức hàn quang lấp lóe trên thân trùng thiên nộ khí vô tận dâng lên tựa hồ muốn thiêu đốt vùng trời này Độc linh tại sao lại ra nơi này những người kia lại là người nào vì sao muốn công kích độc linh? Những vấn đề này tại giang giật trong đầu hiển hiện, nhưng hắn lập tức phước ở một bên, mặc kệ những người này là ai, mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, bọn hắn dám công kích độc linh tựu tội không thể tha. Giang giật người này nhất là bao che cho con, ai dám khi dễ hắn người, bất chấp tất cả giết lại nói. Ông, trong tay hắn một cái cổ cầm xuất hiện, đồng thời thiên hàn châu bên trong quang mang lấp lánh, vô số kiếm sát liên tục không ngừng xuất hiện, hắn quát lớn kiếm sát phương, giết. Giang giật, kia hơn 100 người đều trợn tròn mắt, có mấy cái bị thương người còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, nháy nháy mắt lần nữa dò xét mấy lần. Tất cả mọi người không nghĩ ra vì sao Giang giật ở bên trong đợi 20 ngày, thế mà còn có thể sống được. Không tốt, rất nhanh bọn hắn phát hiện, không phải nghĩ vấn đề này thời điểm, Giang giật đã thả ra hơn 10 vạn kiếm sát tộc hướng bên này điên cuồng đánh tới, phía trước nhất kiếm sát phương sát khí kinh thiên, để rất nhiều người không rét mà run. Giết, như thế tình huống tao ngộ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm có thể giảng, cử nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, giang giật đã trước kia không chết, vậy liền để hắn chết đi. Sách theo độc linh cường giả kia đôi mắt nhất chuyển, nghĩ đến bắt người chất áp chế, hắn giống giận, giang giật, chớ làm loạn, nếu không ta lập tức chém giết độc. Chanh chanh, một đạo nhu hòa tiếng đàn vang lên, người này lời nói im bặt mà dừng, sở hữu hướng giang giật bắn tới cường giả thân thể đột nhiên ngừng. Giang giật thần âm thiên kỹ khủng bố cỡ nào chính hắn cũng không biết trước kia hắn thần âm thiên kỹ liền có thể ảnh hưởng y đồ cùng mạch lăng thu tại dưới cây thần sát lục chân ý tiến giai thần âm thiên kỹ uy lực ít nhất lật ra gấp 3, đằng sau hắn bản nguyên áo nghĩa thiên tuyển dung động nhập môn còn tìm hiểu thời gian dài như vậy đối với thần âm thiên kỹ nhất định có thể lần nữa tăng phúc hơn 100 tên các gia tộc cường giả đồng phục là diệt ma chiến thần cấp có hơn phân nửa là phong hào chiến thần nhưng không có tuyệt đỉnh cường giả dù sao các gia tộc cường giả tuyệt đỉnh đều thân cư yếu chức làm sao có thể cho bạch đế thiên cử nhận bọn người làm hộ vệ sở dĩ đám này cường giả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trong nháy mắt bị tiếng đàn chấn nhiếp con mắt trở nên đỏ như máu hẳn là bị tiếng đàn bên trong sát khí ảnh hưởng bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng kiếm sát tộc nhưng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì như từng đạo hồng quang bay đi như lưới kiếm hai tay đối mọi người như chặt như dưa hấu hung hăng đánh xuống phanh 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 một chút mà cực phẩm thần khí chiến giáp người tương đối may mắn bị hung hăng đập bay ra ngoài không có cực phẩm thần khí chiến giáp võ giả trong nháy mắt bị tươi sống chém thành thịt muối, bắt lấy độc linh người kia bị kiếm sát phương nhẹ nhõm đánh chết, độc linh bị kiếm sát phương hai tay chống chọi mang theo trở về. Độc linh đã ngất đi, cũng may còn có khí hơi thở, giang giật tạm thời không có thời gian quản hắn, chỉ cần không chết liền tốt. Lần trước hai chân không phải đoạn mất, đồng dạng có thể mọc ra tới. Hắn khống chế kiếm sát tộc tiếp tục quét ngang, hai tay tiếng đàn không ngừng, vẹn vẹn một vòng công kích, hơn 100 người bị chém giết vượt qua một nửa, còn lại một nửa toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Phốc, rất nhiều nhân khẩu phun tiên huyết, bị trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, một tên du gia cường giả quát lớn, giang giật dừng tay, đó là cái hiểu lầm. Ngươi giết chúng ta, ba vị thiên vương sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng đúng, một tên khác bị đánh thức người cũng quát khẽ, giang giật, lần trước ngươi tự loạn giết vô tội bị trọng phạt. Lần này ngươi dám tiếp tục giết người, ô thiên vương cùng long thiên vương tuyệt đối sẽ trực tiếp xử tử ngươi. Giang giật, dừng tay tranh tranh, lời nói tiếp theo bị từng đạo tiếng đàn cắt ngang, mọi người lần nữa bị tiếng đàn chấn nhiếp. Giang giật trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn tâm ngoan như sắt, cùng kiếm sát phương hạ lệnh, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Như là đã giết 40, 50 người, giang giật làm sao có thể dừng tay. Giết một người là tội, giết vạn người là hùng, đồ đến 99 triệu cái kia chính là hùng bên trong hùng. Ô Thiên Vương nói qua thế giới này không có bất kỳ cái gì đạo lý, đầu cứng mới là chân lý, hắn không biết nắm đấm của hắn có đủ hay không cứng rắn, nhưng hắn thời khắc này tâm đủ cứng, đủ hung ác. Hiu hiu hiu, mấy vạn kiếm sát tộc gào thét mà đi, vây quanh kia mấy chục người không ngừng chém vào, giang giật dùng tiếng đàn phụ trợ, chờ đám người này bừng tỉnh sau lập tức chân áp. Kiếm sát phương thế không thể đỡ, mỗi lần công kích coi như mặc cực phẩm thần khí chiến giáp cường giả, đồng dạng tươi sống đánh giết. 15 hơi thở thời gian, vẻn vẹn 15 hơi thở thời gian hơn 100 người toàn bộ bị tươi sống đánh chết, từng cái không gian giới chỉ tự động tách rời phiêu phù ở giữa không chung, không có bị phá hư cực phẩm thần khí chiến giáp cũng từng kiện thoát ly, trôi nổi đi lên. Những cái kia bị tươi sống đánh chết cường giả, cốt nhục đều bị chấn nát, rất nhiều đầu người bị tươi sống đạp nát, vô cùng thê thảm. Hưu, Giang giật thu hồi cổ cầm, một tay nắm lấy độc linh thân thể bay đi, đem sở hữu không gian giới chỉ cùng cực phẩm thần khí chiến giáp binh khí loại hình thu hồi, lúc này mới lấy ra một viên thuốc chữa thương cho độc linh nuốt, lại dùng thiên lực giúp hắn chữa thương. Phốc, độc linh bị giang giật rót vào thiên lực xúc động vết thương, trong cổ họng một ngụm máu tươi phun ra u u tỉnh lại. Hắn mờ mịt nhìn giang giật một chút, con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó môi rung rung mấy lần, chật vật nói ra, thiếu chủ, nhanh. Nhanh đi cứu ba vị phu nhân, tại truyền tống trận bên kia. chương 1558, sát tâm quá nặng. Ba vị phu nhân, giang giật trong đầu như kinh lôi lóe sáng, Y thiền quả nhiên tới luyện ngục bí cảnh hắn liên thanh quát khẽ nói, là y thiền doãn nhược băng tô như tuyết các nàng làm sao tới luyện ngục bí cảnh là ai muốn hại các nàng. Đúng vậy, là ba vị phu nhân, độc linh hư nhược trả lời một câu, đằng sau nghĩ giải thích lại bởi vì thụ thương quá nặng, hai mắt nhắm lại lần nữa ngất đi. Giang giật chỉ có lại thiên lực giúp hắn tùy ý chữa thương một phen, xác định hắn không chết được về sau, đem hắn thu nhập hỗn nguyên châu bên trong. Ông ong, hắn đem kiếm sát tộc thu sạch nhập vào thiên hàn châu, đối kiếm sát phương bạo hống, kiếm sát phương, đi. Kiếm sát phương mang theo hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng bắc mới bay đi, giang giật mái tóc màu đỏ bay múa, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, sát khí trên người làm sao đều che giấu không ở. Bất luận y thiền các nàng vì sao ra luyện ngục bí cảnh, bất luận là ai muốn hại các nàng, bất luận cái gì nguyên nhân, tại giang giật trong lòng lần này mưu hại ba người người hẳn phải chết không nghi ngờ, y thiền ba người là hắn người con gái thân yêu nhất, là nghịch lân của hắn, chạm vào hẳn phải chết. Hiu, tại giang giật cùng kiếm sát phương rời đi sau thời gian một nén nhang, nơi xa bay tới một đạo yêu mị thân ảnh, mái tóc dài màu bạc của nàng phá lệ làm người khác chú ý, như hoa đào đôi mắt tại những cái kia chết đi cường giả trên thi thể đảo qua, lông mày có chút nhíu lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói tiểu gia hỏa sát tâm quá nặng đi, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam a. Bất quá, yêu mị nữ tử nghĩ nghĩ, lại lắc đầu thở dài, địa giới những người này cũng thật là, đều đem một cái tiểu gia hỏa bước thành dạng gì. Thở dài một trận, yêu mị nữ tử chân sau một điểm thân thể chậm rãi hướng phương Bắc tiếp tục bay đi, đồng dạng nhìn tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng một cái nháy mắt ở giữa tự biến mất ở phương xa. Phanh phanh phanh, truyền tống trận bên này còn tại đại chiến không ngớt, phá thiên quân cùng âm thú khai chiến, tiểu ưng vương cùng nhậm thiên phàm ở giữa không chung khai chiến. Hai người đã dòng giã chiến mấy canh giờ, loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không ai dám hỗ trợ. Liền xem như nhậm thiên phàm hạ lệnh, đoán chừng cũng không ai dám động thủ cùng một chỗ vây công tiểu ưng vương. Tiểu ưng vương thân phận đặc biệt, là lục ưng vương con trai độc nhất, đừng nói giết tiểu ưng vương, coi như đã thương hắn lục ưng vương trong cơn giận dữ, hậu quả đồng dạng sẽ phi thường nghiêm trọng. Lục ưng vương tại địa giới chiến lược hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, mặc vô tộc lại là địa giới tối cường chủng tộc, nếu là lục ưng vương xuất lĩnh mặc vô tộc khuyên sao mà động, cái nào giới diện chống đỡ được thánh linh giới đều không được. Sở dĩ du ra võ giả có lòng muốn hỗ trợ, cuối cùng cũng không dám động thủ, chỉ có chờ hai người đại chiến kết thúc, Bất quá dù ra bạch ra người của cửu gia ngược lại là rất thông minh, đem truyền tống trận gắt gao giữ vững, tránh cho tiểu ưng vương người trở về báo tin tức. Nơi này khoảng cách đáng ma cốc quá xa, bình thường đưa tin Ngọc Phù khẳng định không cách nào đưa tin, trừ phi tiểu ưng vương bóp nát lục ưng vương cho hắn đặc thù Ngọc Phù, lục ưng vương mới có thể biết được. Vấn đề là, tiểu ưng vương như thế tính tình cao ngạo, hội hướng lục ưng vương cầu viện. Hiển nhiên sẽ không, sở dĩ chỉ cần nhậm thiên phàm có thể đánh bại trọng thương tiểu ưng vương, cục diện hôm nay vẫn là tại mọi người trong khống chế. Thế cục không rõ ngược lại là không ai dám sớm đem mạch hoài tang địch linh nhi y thiền năm người mang đi, vạn nhất tiểu ưng vương trong cơn giận giữ công kích bọn hắn, ai có thể chống đỡ được. Thế cục xác thực không rõ, chỉ ít nhậm thiên phàm giờ phút này vô cùng nhức cả trứng. Hắn tự xưng là là phong vương cấp phía dưới đệ nhất nhân, có thể quét ngang phong vương cấp dưới sở hữu võ giả. Nhưng hôm nay tao ngộ tiểu ưng vương, để hắn cảm giác chính mình cái này đệ nhất nhân có chút mất thể diện. Tiểu Ưng Vương tốc độ quá kinh khủng, tuyệt đối so kỳ Thanh Trần nhanh hơn, lực phản ứng cùng tốc độ công kích đồng dạng phi thường nghịch thiên. Mà lại trong khoảng thời gian này Tiểu Ưng Vương không ngừng làm nhiệm vụ, năng lực thực chiến đạt được lớn vô cùng tăng lên. Hắn rất nhiều lần bố cục, nghĩ dẫn dụ Tiểu Ưng Vương đến công, cuối cùng đều bị Tiểu Ưng Vương khám phá. Nếu không phải hắn có một môn tuyệt đỉnh thần thông, đoán chừng giờ phút này đã bị Tiểu Ưng Vương đánh chết. Hiu hiu hiu, trên bầu trời tiểu ưng vương như một cái kim xí đại bằng điều không ngừng lấy tốc độ khủng khiếp hướng nhậm thiên phàm bắn nhanh mà đi tốc độ của hắn rất nhanh nhiều người đều thấy không rõ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh bất quá tại hắn móng vuốt sẽ bắt chúng nhậm thiên phàm thời điểm nhậm thiên phàm hội duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một đạo vô hình gợn sóng dập dờn mà đi sau đó toàn bộ thế giới đều sẽ trong nháy mắt an tĩnh lại phụ cận phương viên ngàn trượng không gian trong nháy mắt này đều sẽ dừng lại toàn bộ người không động được bao quát tiểu ưng vương chỉ có tên kia thủ hộ giả có thể động, bất quá cái này thủ hộ giả cho tới nay đều không nhúc nhích, lẳng lặng ngồi xếp bằng căn bản không để ý tới phía trên chiến đấu. Hưu, thừa dịp cái này một hai hơi thời gian, nhậm thiên phàm sẽ nhanh chóng triệt thoái phía sau, nhẹ nhóm lui ra phía sau vạn trược, sau đó. Toàn bộ thế giới lại sống đến giờ, tiểu ưng vương tiếp tục hướng nhậm thiên phàm bay đi. Không gian tĩnh chỉ, đây là một loại rất biến thái pháp tắc, đây cũng là nhậm thiên phàm tự xưng là phong vương cấp phía dưới đệ nhất nhân tiền vốn. Đáng tiếc hắn không có đạt tới phong vương cấp, chỉ có thể để phương viên ngàn trượng không gian tĩnh chỉ giam cầm tiểu ưng vương một hơi thời gian, nếu có thể giam cầm hắn hai hơi thời gian, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trọng thương tiểu ưng vương. Một hơi thời gian quá ngắn quá ngắn, tiểu ưng vương lực phản ứng quá biến thái, có mấy lần nhậm thiên phàm nghĩ thừa dịp cái này một hơi thời gian công kích tiểu ưng vương. Đáng tiếc tiểu ưng vương trên người có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, cuối cùng công kích không thành kém chút bị hắn vô chết, sở dĩ chàng diện chỉ có thể rằng co xuống tới. Thời gian từ từ trôi qua, Nhậm Thiên Phàm kỳ lần đều muốn ngừng hạ loại này không có ý nghĩa chiến đấu, đáng tiếc Tiểu Ưng Vương một mực đuổi đánh tới cùng, một khắc đều không có dừng lại công kích, hắn chỉ có tiếp tục khổ chiến xuống dưới. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng đang chờ, cảnh giới của hắn so Tiểu Ưng Vương cao, linh hồn so Tiểu Ưng Vương mạnh, chỉ cần Tiểu Ưng Vương một khi thể lực cùng tinh lực chống đỡ hết nổi, hắn liền có thể trọng thương Tiểu Ưng Vương, nơi này chính là có ma trường a, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể so sánh Tiểu Ưng Vương khiêng đến càng lâu. 4 canh giờ, 5 canh giờ, 5 cái rưỡi canh giờ. Người phía dưới đều có chút thị giác mệt nhọc, rất nhiều lớn nhỏ thống lĩnh cũng không để ý phía trên chiến đấu, chuyên tâm tiêu diệt toàn bộ âm thú. Tại diệt hồn tiểu đội phụ trợ dưới, âm thú tiêu diệt toàn bộ ngược lại là thuận lợi, trong bọn họ tâm đã chết lặng, phía trên chiến đấu đoán chừng muốn chờ ô thiên vương đợi người tới mới có thể kết thúc A. À. Mạch hoài tang địch linh nhi y thiền mấy người cũng hơi choáng, mấy người bị phong ấn thần hạch, thân thể hoàn toàn không động được, mạch hoài tang liền bóp nát ngọc phù thỉnh cầu gia tộc cứu mạng cơ hội đều không có, chỉ có thể phó thác cho trời. Tốt, lại qua một hồi, một giọng già nua nổ vang tại khắp nơi, để toàn bộ người tinh thần chấn động. Thủ hộ truyền tống trận phong vương cấp cường giả đột nhiên mở mắt, hắn nhìn lướt qua trên không trung dừng lại thân thể nhậm thiên phàm cùng tiểu ưng vương, có chút bực bội nói ra, minh tộc làm hại thương sinh, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm, các người không đoàn kết, ngược lại tương hỗ tàn sát đều đánh bao lâu, còn muốn đánh tới lúc nào thật nếu là có bản sự, đi thiên giới cùng minh tộc đi đấu, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Những này thủ hộ giả nhiệm vụ đều chỉ là riêng phần mình thủ hộ muốn thủ hộ địa phương, còn lại sự tình bình thường sẽ không thêm cho để ý tới. Nhưng tiểu ưng vương cùng nhậm thiên phàm ở trên đỉnh đầu hắn đánh mấy canh giờ, nhậm thiên phàm thỉnh thoảng phóng thích không gian tĩnh chỉ cắt ngang hắn tu luyện, sở dĩ hắn mới có hơi phiền giận mở miệng nói. Hà đại nhân giáo huấn đúng, nhậm thiên phàm rất cung kính chắp tay, quay đầu cùng tiểu ưng vương nói ra, tiểu ưng vương, Việc này đến đây dừng tay đi, nếu ngươi không phục, quay đầu cứ việc tìm ta khiêu chiến. Đương nhiên, hôm nay ngươi phạm thượng, còn dám cùng thượng quan động thủ, chờ sau khi trở về ta nhất định trình ba vị thiên vương. Mấy người kia ngươi như cảm thấy có oan, có thể tìm các vị thiên vương trình bày chi tiết. Du lịch quế, đem bốn người này toàn bộ mang về, giao cho quân pháp đường xử trí, những người còn lại tiếp tục tiêu diệt toàn bộ âm thú. Chương 1559, lão cẩu, ai dám động đến? Tiểu ưng vương đằng đằng sát khí nhìn lướt qua bắt được mạch hoài tang năm người cường giả, lạnh giọng nói ra, muốn áp giải mấy người chỉ có thể bản vương tự mình áp giải, ai dám tự mình dẫn người đi, bản vương giết chết bất luận tội. Nhậm thiên phàm bất đắc dĩ nhún vai, hướng phong vương cấp thủ hộ giả chắp tay nói, hà đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy, là tiểu ưng vương mắt không quân pháp cùng thượng cấp, ngay trước ngài trước mặt, hắn còn muốn giết người đâu. Thủ hộ giả đục ngầu ánh mắt nhìn lướt qua tiểu ưng vương, cũng có chút nổi giật, hắn lạnh giọng nói ra, các người phá sự ta không muốn quản, bất quá dám ngay ở mặt của ta giết người, mặc kệ là ai, đừng trách bản tỏa vô tình. Thủ hộ giả thật đúng là không có nhầm vào tiểu ưng vương ý tứ, chỉ là bị mọi người huyên náo có chút phiền muộn thôi. Hắn thọ nguyên không nhiều, một lòng tính tu hy vọng xa vời kỳ thích xuất hiện, có thể bước ra một bước cuối cùng, địa giới bất cứ chuyện gì hắn đều không có hứng thú, chỉ muốn thanh tĩnh. Nhưng mà, hắn hai câu này lại chọc giận tới tiểu ưng vương, tiểu ưng vương coi là cái này thủ hộ giả là nhầm vào hắn, sở dĩ lãnh mâu quét qua thủ hộ giả nói, lão già, ánh mắt ngươi mù, vừa rồi bọn hắn muốn giết độc linh thời điểm, ngươi làm sao không ngăn trở chẳng lẽ ngươi xem không hiểu chuyện hôm nay là có người dùng âm mưu quỷ kế hãm hại các nàng ngươi sống đến từng tuổi này thật là sống đến âm thú trên thân, hay là ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn, xuất thân địa giới đệ nhất mặc phố tộc, lão cha là địa giới đệ nhất nhân, tự thân thiên tư chắc tuyệt lực áp thế hệ tuổi trẻ không người dám tranh kỳ phong mũi nhọn bởi vì lục ưng vương quan hệ coi như bình thường phong vương cấp cường giả gặp được hắn đều muốn khách khách khí khí sở dĩ tiểu ưng vương tính cách phi thường cuồng ngạo xem nhẹ anh hùng thiên hạ không coi ai ra gì trong cơn giận dữ liền phong vương cấp cường giả cũng dám nhục mạ hắn cũng có cái này lực lượng tại địa giới không ai dám giết hắn coi như ô thiên vương mỹ ảnh vương cũng không dám chớ nói chi là cái này sắp chết thủ hộ giả làm càn thủ hộ giả hoàn toàn chính xác không dám giết tiểu ưng vương hắn sắp chết già rồi nhưng gia tộc vẫn còn ở đó. Nhưng không có nghĩa là hắn không có tính khí, không giết người đánh người cũng có thể a. À. Hắn đục ngầu trong ánh mắt lãnh quang lóe lên, cũng không thấy hắn có động tác gì, hư không phía dưới một cái to lớn đại thủ ấn gào thét mà xuống. Tiểu ưng vương mặc dù trước tiên muốn chạy trốn nhưng vẫn là đã muộn, thân thể bị trùng điệp vỗ xuống đi, người còn không có bị vỗ xuống, mọi người liền nghe đến từng tiếng thanh thúy tiếng gãy xương. Tốt, nhậm thiên phàm cùng bạch đế thiên cử nhận bọn người trong mắt chợt lóe sáng, che giấu không ngừng vui mừng. Tiểu ưng vương cũng không phải bọn hắn đập, lục ưng vương muốn tìm phiền phức cũng tìm không thấy bọn hắn trên đầu, tiểu ưng vương bị trọng thương, giang giật ba cái thê tử liền có thể nhẹ nhõm mang đi, hoàn thành du thiên vương cùng du thiên nghịch hạ đạt nhiệm vụ. Oanh, phía dưới mặt đất chấn động, truyền tống trận chỗ núi nhỏ kịch liệt lay động, một chút âm thú bị ngộ sát, đập thành thịt nát. Tiểu ưng vương cả người đều bị đánh vào lòng đất, lục sắc lông vũ bên trên máu me đầm đìa, hẳn là nhận lấy không trọng thương thế không nhẹ, cái này thủ hộ giả xuất thủ coi như có chút phân tắc. Lão cầu, người dám đập ta đợi bản vương đột phá phong vương cấp, nhất định bóp chết ngươi. Tiểu ưng vương nổi giận thanh âm từ phía dưới truyền đến, tiếp lấy thân ảnh nổ bắn ra mà lên, nhưng hư không bên trên lại một cái đại thủ ấn ngưng tụ mà thành trùng điệp vỗ xuống, mỗi lần xuất thủ rất ác độc, tiểu ưng vương hai phiến vũ rực toàn bộ bị bẻ gãy, đã không cách nào dựa vào vũ rực phi hành. Lão cầu, lão cầu, lão cầu, tiểu ưng vương lần lượt nổ bắn ra mà lên, lần lượt bị nện xuống dưới, hắn nổi giận tiếng giống vang vọng phương viên vạn lý. Rất nhiều quân sĩ hai mặt nhìn nhau, mạch hoài tăng còn có một số nữ tử ánh mắt lộ ra một tia si mê cùng đau lòng, các nàng thích nhất liền là tiểu ưng vương cuồng, đây là bẩm sinh một loại khí chất, một loại quân lâm thiên hạ vương bá chi khí, loại khí tức này có thể làm cho rất nhiều nữ tử sinh ra phụ thuộc ái mộ chi tâm. Thiếu tộc trưởng, Hà Đại Nhân bất giận, mặc phố tộc mấy tên hộ vệ lấy gấp gào thét lớn, có chút nhớ nhung biện pháp, nhưng một khi suốt thủ đoán chừng hội triệt để chọc giận thủ hộ giả, chỉ có thể lo lắng nhìn xem. Đại thủ lần thứ sáu vỗ xuống, tiểu ưng vương không còn mắng, hắn biết rõ mắng cũng vô ích, toàn thân hắn rất nhiều xương cốt bị nện đoạn, hai cánh triệt để không thể dùng, chiến lược yếu bớt bảy thành. Hắn không phải là đồ ngốc, sẽ không tiếp tục tìm tai vạ, mà lại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái kia chính là thủ hộ giang giật ba cái tệ tử, nếu không một khi bị mang đi, hậu quả khó mà lường được. Đừng vuốt, bản vương nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu ưng vương thân thể lần nữa bay vụt mà lên, thủ hộ giả lần này không còn động thủ, chờ lấy tiểu ưng vương bay lên. Tiểu ưng vương mặc dù không có hai cánh, nhưng vẫn như cũng có thể nhẹ nhõm phi hành. Hắn thân thể bay vụt mà lên, đến đỉnh núi sau ánh mắt khóa chặt thủ hộ giả, tốc độ trở nên chậm, chậm rãi hướng thủ hộ giả bay đi. Sao không ngữ, người hẳn là thương mang giới người A ngươi như thế đắc tội bản vương, thật không sợ ta làm ẩu chạy đến các ngươi thương mang giới đại khai sát giới tiểu ưng vương một bên chậm rãi phi hành, một bên lạnh giọng nói. Thủ hộ giả nửa điểm không có để ý tiểu ưng vương tới gần, hắn đạt tới phong vương cấp đã dòng rã trăm năm, tại tiểu ưng vương ra ra kia một đời, hắn đã thành danh, tiểu ưng vương điểm ấy chiến lược hắn thật đúng là chướng mắt. Nghe tiểu ưng vương băng lãnh trong lời nói truyền đến mỉa mai chi ý, thủ hộ giả đùa cợt cười nói, bản vương cửu nhân rất nhiều, không thiếu các ngươi mặc vũ tộc nhất mạch, Bản vương thọ nguyên không nhiều, gia tộc hậu bối đã sớm tìm tới một cái ẩn tàng bí cảnh ẩn núp. Tiểu ưng vương, người nói những lời này là buộc bản vương giết ngươi, bỏ chạy thiên giới sao? Không đúng, thủ hộ giả lời vừa mới nói xong, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn thân thể bay đi, nổi giận quát tiểu ưng vương, ngươi dám. hưu tiểu ưng vương thân thể sớm một bước động, hắn lợi chảo đối phía dưới truyền tống trận hung hăng chộp tới, tại thủ hộ giả còn không có bay tới trước, truyền tống trận quang mang lóe lên sau đó đột nhiên nổ tung. Đồ hỗn trướng, thủ hộ giả thân thể hiện lên đến, nổi giận đại hống một câu, một tay đột nhiên hướng tiểu ưng vương vỗ tới. Một trường này cường độ 10 phần, tiểu ưng vương thân thể như phá bao tải bay vụt ra ngoài, người giữa không chung trong miệng tiên huyết cuồng phún, hắn bên ngoài cơ thể có một kiện nguyên thủy linh bảo chiến giáp bảo hộ, nhưng thủ hộ giả trong cơn giận giữ một trường, đem hắn xương cốt toàn thân gần như toàn bộ làm vỡ nát. Ha ha ha, cứ việc toàn thân đều truyền đến như tê liệt thống khổ, tiểu ưng vương lại cười to không ngừng, truyền tống trận bị hắn hủy đi, trong này không có người nào có thể truyền tống về đãng ma cốc. Ô thiên vương mấy người cũng sẽ lập tức biết được bên này dị biến, bất luận như thế nào, y thiền ba người xem như có thể bảo vệ. Tiểu ưng vương, người thật lớn mật, nhậm thiên phàm bọn người sắc mặt đại biến, loại này bí cảnh bên trong muốn dựng một cái truyền tống trận nhưng là muốn tốn hao giá cả to lớn, còn muốn hao phí phi thường lâu thời gian cùng nhân lực, nếu không nơi này cũng sẽ không để một cái phong vương cấp cường giả bảo vệ. Trọng yếu nhất chính là truyền tống trận bị hủy, một lần nữa dựng ít nhất phải mấy tháng thời gian. Giống như cái này trong vòng mấy tháng minh giới lặng yên truyền tống đại quân đến luyện ngục bí cảnh, đến lúc đó chính là địa giới một trận hạo kiếp. Truyền tống trận hủy, ô thiên vương bọn người sẽ lập tức biết được, lần này nhiệm vụ của bọn hắn tự triệt để thất bại, lấy giỏ chúc mà múc nước công dã chàng A. À. Ha 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 ha. ha. Tiểu ưng vương thân thể trùng điệp đập vào xa xa hoang dã bên trong, toàn thân hắn xương cốt đều bị chấn nát, muốn đứng lên cũng khó khăn, cười to càng là hội xúc động vết thương, nhưng hắn vẫn như cú cười to không ngừng, thanh âm vang vọng phương viên vạn lý, quanh quẩn không ngớt. Cắt cắt chương 1560, gió thổi báo rông bão sắp đến. ầm, uhm, đãng ma cốc trên quảng trường cực lớn một cái truyền tống trận đột nhiên nổ tung, đánh thức trong sơn cốc vô số người, thủ hộ truyền tống trận một đội quân sĩ cùng một người thống lĩnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi luyện ngục bí cảnh, một tên thống lĩnh trong đôi mắt đều là hoảng sợ, phá thiên quân thế nhưng là mới vừa tiến vào luyện ngục bí cảnh không bao lâu, bên trong có vô số công tử ca, tiểu ưng vương thù đao bạch đế thiên liền tại bên trong, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, toàn bộ địa giới còn lớn hơn loạn. Vù vù, vô số tòa thành bên trong từng cái cường giả bay vụt mà lên, ô thiên vương cùng long thiên vương du thiên vương đều đi ra. Dù sao bên này truyền tống trận nổ tung, nói rõ luyện ngục bí cảnh bên trong truyền tống trận khẳng định bị phá hư bên kia có một cái phong vương cấp cường giả chấn thủ thế mà xuất hiện như thế tình huống khẳng định là có đại sự xảy ra tình huống như thế nào ô thiên vương gầm thét lãnh mâu lướt nhìn đi theo ra rất nhiều thống lĩnh trầm giọng hỏi ai có thể nói cho bản vương chuyện gì xảy ra luyện ngục bí cảnh bên trong truyền tống trận bị hủy diệt bên này ai biết là tình huống như thế nào a à địch thiên quân phụ trách nội vụ hắn nghĩ nghĩ chắp tay nói hồi ô thống soái mấy canh giờ trước phá thiên quân tiếp đi tiêu diệt toàn bộ âm thú nhiệm vụ bọn hắn hẳn là ngay tại truyền tống trận phụ cận hành động, có khả năng hay không là. Âm thú bạo động, đem truyền tống trận làm hỏng, nói hưu nói vượn, ô thiên vương giận mắng một tiếng, khoát tay nói, bên kia cấm chế phi thường cường đại, âm thú không có khả năng phá hư cấm chế công kích truyền tống trận. Lại nói, sao không ngư ở nơi đó chấn thủ, nếu có tình huống đã sớm phái người truyền tống về đến thỉnh cầu chi viện. Phá thiên quân, quyền thiên vương sắc mặt có chút biến ảo, nếu như là còn lại quân đội hắn ngược lại là không có để ý như vậy, phá thiên trong quân công tử ca tựa hồ hơi nhiều A Tiểu ưng vương cũng ở bên trong, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đoán chừng rất nhiều lão gia hỏa sẽ đến đại náo đáng ma cốc A. Dù thiên vương đôi mắt lấp lóe đồng dạng có chút kinh nghi bất định. Phá thiên quân mặt ngoài là đi làm nhiệm vụ, ngầm chỗ hắn còn đưa nhậm thiên phàm một cái nhiệm vụ, cái này hắn thấy cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề, nội tâm của hắn có chút lo lắng bất an ô thiên vương cùng long thiên vương liếc nhau ô thiên vương hướng địch thiên quân hỏi luyện ngục bí cảnh gần nhất chính là cái nào bí cảnh y tốt ngươi lập tức truyền tống đi qua sau đó xé rách hư không vận dụng hỗn độn thần thuyền đi luyện ngục bí cảnh dò xét một phen có tin tức lập tức trở về báo giống như từ bên này dùng hỗn độn thần thuyền vượt ngang hư không đi luyện ngục bí cảnh tốn hao thời gian quá lâu quá lâu không có một năm là không cách nào vừa đi vừa về vạn nhất bên trong xảy ra chuyện chờ tin tức truyền về tất cả mọi người thi thể đều lạnh Sở dĩ chỉ có thể truyền tống đi gần nhất bí cảnh, lại xé rách bí cảnh không gian, vượt ngang hư không tiến vào luyện ngục bí cảnh. Y tốt là đảng ma quân trinh sát đường thống lĩnh, sở hữu tình báo đều là hắn phụ trách dò xét. Hắn không cần phải nói là mị ảnh tộc nhân, đảng ma quân từ trước trinh sát đường thống lĩnh một mực là mị ảnh tộc cường giả đảm nhiệm, mỹ ảnh tộc dò xét ám sát năng lực địa giới tối cường, không có cái thứ hai. Luyện ngục bí cảnh gần nhất bí cảnh tựa như là thần. Địch thiên quân nghĩ nghĩ, một cái tên kém chút thốt ra, không bằng hắn lập tức tỉnh ngộ lại chỗ kia toàn bộ địa giới người biết vô cùng ít ỏi nếu là hắn nói lỡ miệng sợ là muốn bị du thiên vương cho tươi sống xé hắn trưởng quản nội vụ đường có tư cách biết rõ rất nhiều tuyệt mật tư liệu tự nhiên tin tưởng thần dương bí cảnh tồn tại mà hắn thần dương bí cảnh ngay tại luyện ngục bí cảnh phụ cận ô thiên vương cùng long thiên vương khẳng định cũng biết đương nhiên ai cũng sẽ không điểm phá địch thiên quân tỉnh ngộ lại nói sau phong nhất chuyển nói thần phong bí cảnh không sai liền là thần phong bí cảnh Thần dương bí cảnh phụ cận thật có cái thần phong bí cảnh, chẳng qua nếu như tiếp theo phong bí cảnh đi, muốn xa bên trên một khoảng cách, nhưng cho địch thiên quân một vạn cái lá gan cũng không dám bại lộ thần dương bí cảnh tồn tại. Ô thiên vương hờ hững nhẹ gật đầu, khua tay nói, vậy liền truyền tống đi thần phong bí cảnh, y tốt tốc độ nhanh một chút, bất kỳ cái gì sự tình đều không cần quản, ta muốn biết trực tiếp tình báo. Rõ, một đạo u ảnh từ phía sau bay ra, căn bản không nhìn thấy người, y tốt bay vào một cái trong truyền tống trận hắn toàn bộ thân thể đều bị hắc bào bao phủ, không nhìn thấy mặt. Truyền tống trận lập tức mở ra, y tốt biến mất tại trong truyền tống trận. Ô thiên vương nghĩ nghĩ cảm thấy không yên lòng, hắn cùng long thiên vương trầm giọng nói ra, lão long, đưa tin cho lão ưng vương đi, đem tình huống nói một chút. Vạn nhất xảy ra chuyện, lão ưng vương kia tính khí. Cũng thế, địch thiên quân đi đưa tin cho lục ưng vương. Quyền thiên vương nhẹ gật đầu, lục ưng vương tự một cái nhi tử bảo bối, bên kia xuất hiện dị trạng giống như không trước tiên thông chi hắn vạn nhất tiểu ưng vương thật chết ở bên trong lục ưng vương khẳng định hội đại náo đãng ma cốc bằng vào ba người bọn họ có thể ngăn cản không ở kia chỉ lão ưng vương đến cùng phát chuyện gì các loại trở ô thiên vương ba người bay trở về riêng phần mình tòa thành trong quảng trường rất nhanh vỡ tổ truyền thống trận bị hủy đã là thật lâu chưa từng xảy ra sự tình mặc dù mọi người ai cũng không biết tình huống cụ thể nhưng luôn cảm giác phải có đại sự phát sinh gió thổi báo rông bão sắp đến a Luyện ngục bí cảnh bên trong hoàn toàn chính xác muốn phát sinh đại sự, mặc dù giờ phút này bí cảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhưng rất nhiều người cảm giác có một tia chẳng lành báo hiệu, tựa hồ có đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Trước đó tiểu ưng vương cùng nhậm thiên phàm tại khai chiến, hấp dẫn tất cả lực chú ý. Giờ phút này tiểu ưng vương bị hắn ba cái mặc vô tộc hộ vệ mang lên chân núi chữa thương, bốn phía trở nên bình tĩnh lại, rất nhiều nhân tài nhớ tới một sự kiện. Tựa hồ, kia hơn 100 cường giả đuổi theo giết độc linh, đi rất lâu, giờ phút này không ai trở về, càng không có nửa điểm tin tức truyền đến. một cái độc linh vẫn là một cái thổ thương độc linh, coi như hắn cảm mộ thần linh đâm lại như thế nào hắn có thể giết được mấy người thời gian đã qua nhanh năm sáu canh giờ. theo lý thuyết mọi người coi như truy sát thất bại cũng đã sớm trở về a. À. dầu gì cũng sẽ đưa tin trở về. bạch đế thiên cùng thủ đao nhậm thiên phàm không có bất kỳ ai bị đưa tin. đến cùng cái nào xảy ra vấn đề, nhậm thiên phàm cùng bạch đế thiên cử nhận liếc nhau một cái, không hiểu cảm giác được bất an. Rất nhanh cái này chút bất an biến thành hoảng sợ, Bạch Đế Thiên cử nhận để cho người ta đưa tin, lại như bùn chảy vào biển, không có một tia đáp lại. Nhậm Thiên Phàm cùng Du ra một người nháy mắt ra dấu, Du ra người nhanh chóng đưa tin, nhưng tương tự không có bất kỳ cái gì trả lời tin tức. Toàn bộ mặt người biến sắc, độc linh tuyệt đối giết không được nhiều người như vậy, coi như hắn có thể giết, những người kia cũng không phải ngớ ngẩn, đã sớm đưa tin trở về thỉnh cầu viện trợ đây chỉ có một cái có thể những người này bị đánh giết trong trước mắt liền đưa tin thời gian đều không có hưu nhậm thiên phàm nghĩ nghĩ có chút bất an thân thể bay thấp mà xuống một tay tại y thiền bọn người sau đầu đập qua đem năm người đánh xỉu sau thu vào một cái không gian thần khí bên trong bất luận những người kia là không là độc linh đánh giết hắn bắt được những người này tự có một ít át chủ bài Hừ, tiểu ưng vương bị mặc vô tộc mấy người hộ vệ ở phía dưới một đỉnh núi phía trên hắn giờ phút này ngay tại chữa thương dò xét đến nhận chức thiên phàm cử động hắn cười lạnh đảm nhiệm thượng tướng quân người còn dám cưỡng ép các nàng ô thiên vương người lập tức muốn tới a à chờ trở, trở lại đáng ma cốc các người quỷ kế lập tức muốn bại lộ đến lúc đó ngươi cái này thượng tướng quân chi vị sợ là nếu không có ha ha nhậm thiên phàm xem thường cười cười hắn bình tĩnh nói ra cưỡng ép bản tướng quân chỉ là theo luật đem mấy người cầm xuống quay đầu đưa đi quân pháp đường thôi quỷ kế cái gì quỷ kế tiểu ưng vương người nghĩ đến nhiều lắm người phá hư truyền thống trận việc này coi như cha ngươi tới, ngươi cũng khẳng định sẽ bị trọng phạt. Tiểu ưng vương đồng dạng xem thường, hắn như ưng con người hướng lên trên mặt quét qua vừa muốn nói gì, đột nhiên phát hiện đến phương Nam có một tia không gian ba động, hắn tưởng rằng truy sát độc linh người trở về, thần thức lập tức hướng phía Nam quét tới. Phong vương cấp thủ hộ giả, nhậm thiên phàm, bạch đế thiên, thù đao còn có các loại chờ, thêm phong hào chiến thần cấp cường giả đồng dạng cảm ứng được không gian ba động, vô số thần thức giống như thủy chiều quét tới, kết quả tất cả mọi người đôi mắt đồng thời co rụt lại, hổ khu chấn động, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ. Làm sao có thể, phong vương cấp thủ hộ giả chấp chấp đục ngầu con ngươi, một tấm như khô thụ ra mặt lay động, nghẹn ngào thì thào tiểu tử này, thế mà. Còn sống, chương 1561, giết chết bất luận tội. 20 ngày, tại luyện ngục bí cảnh bên trong ngây người 20 ngày còn sống, đây là một bản căn bản chuyện không thể nào, nhưng hiện thực tụ phát sinh ở trước mặt mọi người. Mọi người cảm giác giống như là một đứa bé một quyền đem phong vương cấp cường giả đập chết, là như vậy hoang đường, như vậy không chân thật. Bên tai truyền đến tiếng rít, nơi xa cái kia đạo không xa đến gần thân ảnh, vẫn là phô thiên cái địa gào thét mà đến sát khí, không một không đang nhắc nhở mọi người, giang giật hoàn toàn chính xác còn sống, hắn giờ phút này còn tại hướng bên này bay tới, mà lại. Hắn còn chuẩn bị giết người, giống như không định giết người, vì sao đỏ ngầu cả mắt, vì sao trên thân sát khí như vậy nồng đậm, vì sao hắn không ngừng thả ra kiếm sát tộc. Ong ong ong, giang giật trong tay thiên hàn châu không ngừng lấp lánh, từng cái kiếm sát tộc điên cuồng bừng lên, thiên hàn châu bên trong kiếm sát tộc không nhiều lắm, chỉ có không đến 50 vạn, nhưng số lượng này cũng đầy đủ dọa người, chỉ ít những cái kia thần vương nhìn thấy đầy trời kiếm sát tộc toàn bộ đều toàn thân run rẩy lên. 50 vạn kiếm sát tộc gào thét mà đến, sát khí kia phô thiên cái địa đè xuống, để không khí bốn phía đều đình chỉ lưu chuyển, giống như kiếm sát tộc phía sau cốt thứ một vòng tề xạ, 20 vạn phá thiên quân có thể còn sống sót tuyệt đối không cao hơn một vạn. Hắn làm sao có thể còn sống? Nhậm thiên phàm, cử nhận, bạch đế thiên bọn người trong đầu đều hiện lên một ý nghĩ như vậy. Lập tức mọi người nghĩ đến một việc, kia hơn 100 các gia tộc cường giả đột nhiên tin tức hoàn toàn không có, có phải hay không bị giang giật giết? Vù vù, nhìn thấy giang giật khống chế kiếm sát tộc bay tới, bạch đế thiên bọn người không có thời gian suy nghĩ kia hơn 100 người, thân thể toàn bộ bay vụt mà lên đi đỉnh núi. Truyền tống trận bị hủy, giang giật đằng đằng sát khí, giống như một khi động thủ bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đứng tại thủ hộ giả bên người, giang giật luôn không khả năng ngay trước phong vương cấp cường giả mặt làm loạn A. Tiểu tử này thật đúng là có chín đầu mệnh A. Tiểu ưng vương lần thứ nhất nhìn thẳng vào giang giật, trước đó hắn một mực xem thường giang giật, giờ khắc này hoàn toàn phục, cho rằng giang giật là cái nhân vật. Có thể tại luyện ngục bí cảnh ngây ngốc 20 ngày, chỉ bằng điểm này Giang Giật liền có thể để hắn xem trọng mấy phần. Tiểu ưng vương nghĩ nghĩ truyền âm cho Giang Giật nói, Giang Giật, người ba nữ nhân bị nhậm thiên phàm bắt được, còn có mạch hoài tang địch Linh Nhi đều tại hắn không gian thần khí bên trong, chính ngươi nhìn xem đủ đi. Bản vương bởi vì ngươi phá sự kém chút bị người đập chết, quay đầu ngươi nhất định phải mời ta uống rượu. Ừ, Giang Giật đôi mắt lúc đầu chỉ là có chút đỏ, giờ phút này trong nháy mắt đỏ như huyết, sát khí trên người bài sơn đảo hải chút xuống mà đi, phối hợp kiếm sát tộc sát khí, để toàn bộ phá thiên quân cầm như hến, hắn tại rất nhiều công tử trên mặt đảo qua, quát lớn, ai là nhậm thiên phàm cút ra đây. Hoa, rất nhiều người lật lên bạch nhãn, khắp nơi một mảnh ồn ào, giang giật mà ngay cả nhậm thiên phàm cũng không nhận ra hắn là thế nào lẫn vào nhậm thiên phàm thế nhưng là đáng ma quân tam đại trí cao thống soái phía dưới đệ nhất nhân A. Thiếu chủ nhà ta không chết, người nếu dám trợ trụ vi ngược, chờ thiếu chủ nhà ta trở về, hậu quả sẽ là cái dạng gì ngươi hẳn là tinh tường. Bạch Đế Thiên, cử nhận còn có các người đều nghe, thiếu chủ nhà ta tính khí các người nhất hiểu không qua, dám làm tổn thương ba vị phu nhân, tự gánh lấy hậu quả. Vô số người nhớ tới độc linh đào tẩu trước lời nói, lại nghĩ tới giang giật trước đó hung danh nội tâm thầm kêu không ổn, hôm nay xem tình huống quả nhiên xảy ra đại sự A, à, cũng đừng một cái không tốt tất cả mọi người bị giang giật cái tên điên này cho đồ. Hưu, nhậm thiên phàm thân là một quân chủ soái, tự nhiên không có khả năng co lại chứng. Mặc dù giang giật tuyên bố bên ngoài, còn quỷ gì tại luyện ngục bí tịch bên trong chờ đợi 20 ngày, nhưng hắn căn bản không tin tưởng Giang Giật có thể là đối thủ của hắn kém nhất có thể đánh cái ngang tay A à. chẳng lẽ Giang Giật so tiểu ưng vương còn mạnh hơn lại nói không phải có một cái phong vương cấp thủ hộ giả có đây không? Hắn bay lên giữa không trung nhưng không có rời núi đỉnh bên ngoài màn hào quang, lãnh mâu lướt nhìn Giang Giật quát, Giang Giật, ta chính là phá thiên quân thượng tướng quân nhậm thiên phàm, xin ngươi chú ý ngôn từ, theo cấp bậc ta là ngươi thượng quan. Ông, Giang Giật trong tay một cái cổ cầm xuất hiện, ánh mắt khóa chặt nhậm thiên phàm u u nói ra đem ta ba cái thê tử cùng địch linh nhi mạch hoài tang các nàng thả ta lưu ngươi một cái toàn thây nếu không ta giết ngươi nhất tộc giang giật không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng độc linh bị đuổi giết y thiền địch linh nhi đều bị bắt còn có vừa rồi truy sát độc linh đều là du gia bạch gia người của cửu gia hắn còn nhận biết trong đó mấy cái hắn không cần suy nghĩ nhiều đều biết việc này cùng cửu nhận bạch đế thiên du thiên nghịch bọn người kéo không được liên quan đã cái này phá thiên quân thượng tướng quân bắt được y thiền bọn người, vậy khẳng định là cùng bọn hắn cùng một bọn. Y thiền bọn người là giang giật nghịch lân, động đến hắn có lẽ không có việc gì, động y thiền các nàng, hắn tuyệt đối cái gì đều không quan tâm giết lại nói, tiểu ưng vương truyền âm sau nhậm thiên phàm người này trong lòng hắn đã là người chết. Xoạt, giang giật lại gây nên một mảnh bạo động, bạch đế thiên cửu nhận bọn người nội tâm càng căng thẳng hơn, hướng thủ hộ giả tới gần mấy bước. Nhậm thiên phàm thì nổi giận, hắn dừng một chút lạnh giọng nói ra, giang giật, người muốn phạm thượng địch Linh Nhi còn có ba người kia, vụng trộm ẩn núp vào ta phá thiên quân, xúc phạm đáng ma quân kỷ, bản tướng quân có quyền cầm xuống. Người nếu không phục có thể đi ba vị thống soái nơi đó cáo ta, để cho ta thả người mưa tưởng. Đúng rồi, nhậm thiên phàm nghĩ nghĩ lại nói ra, còn có một cái độc linh cũng ẩn núp vào đây, muốn hành thích xiết sự tình, cuối cùng còn chống lệnh bắt, ta đã phái người đi truy nã. Giang giật ngươi có thể từng thấy đến kia hơn 100 người có thể từng thấy đến độc linh. Những người kia chết rồi, toàn bộ bị ta giết, không còn một mống. Giang giật lạnh băng băng thanh âm vang lên, không có một tia tâm tình chập chờn, càng không có che giấu hành vi của mình. Trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, mái tóc màu đỏ phất phới, trên người hắc bào phồng lên không ngớt, quát khẽ, nhậm thiên phàm, cuối cùng hỏi ngươi một câu, thả hay là không thả người đợi lát nữa nếu các ngươi phá thiên quân bị ngươi liên lụy trí tử, cũng đừng trách tâm ta hung ác thật can đảm, nhậm thiên phàm trường đao trong tay xuất hiện, quang mang lấp lánh, bốn phía quét qua quát lạnh nói, toàn bộ người đều nghe được, giang giật đánh giết ta phá thiên quân hơn 100 tên tiểu thống lĩnh, còn muốn đổ ta toàn quân. Như thế phát rồ người, xem ra đã bị minh giới khống chế, biến thành minh giới chó săn. Hà đại nhân người nghe được đi xin ngài lão giúp ta áp trận, ta tự mình dẫn người đi lấy hạ kẻ này. Nhậm thiên phàm ánh mắt lại nhìn về phía phong vương cấp thủ hộ giả, chắp tay, sau đó quát lớn nói, toàn quân xuất động, cầm xuống giang giật, dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Giết, Bạch Đế Thiên cử nhận bọn người cắn giang đuổi theo, nhậm thiên phàm hạ lệnh toàn quân xuất động, bọn hắn không có khả năng không xuất chiến. Ngoại trừ tiểu ưng vương cùng mặc vũ tộc những cường giả kia bên ngoài, còn lại cường giả nhao nhao đằng không mà lên, rất nhiều phổ thông quân sĩ trần chờ một trận cũng chỉ có thể đi theo xuất chiến. Bạch Đế Thiên cử nhận kỳ thật trong lòng tin tưởng bọn hắn những người này có thể giết không được giang giật, còn có thể bị kiếm sát tộc từng mảnh từng mảnh chém giết, nhất là những cái kia phổ thông quân sĩ càng là đi chịu chết nhưng bọn hắn không xuất thủ bọn hắn không chết người cái kia phong vương cấp thủ hộ giả làm sao có thể xuất thủ nhậm thiên phàm mục đích phi thường rõ ràng cái kia chính là bức thủ hộ giả xuất thủ chờ hắn trọng thương giang giật bọn hắn liền tốt giết chết giang giật toàn bộ người nghe giang giật sừng sững tại kiếm sát tộc ở giữa nhìn qua bay vụt mà đến đại quân sắc mặt vẫn không có một tia biến hóa hắn lạnh giọng quát lớn cuộc chiến hôm nay chỉ là ta cùng nhậm thiên phàm ân oán cá nhân không muốn chết toàn bộ lăn đi, thời gian ba cái hô hấp không lui về phía sau người, giết chết bất luận tội. chương 1562, đóng cửa đánh chó. Giang giật quát lớn đem rất nhiều quân sĩ dọa sợ, lúc đầu rất nhiều người tự kinh nghi bất định, giờ phút này mạnh mẽ đứng tại giữa không chung. Giang giật hung danh quá thịnh, đáng ma quân đại đại hữu danh A. Kiếm sát bí cảnh bên trong nói giết tự giết, hơn một vạn người ken kết liền không có, Du thiên vương cũng dám công kích. Vừa rồi chính hắn đều thừa nhận giết kia hơn 100 cái cường giả, có thể nói giết người như ngóe, giết bọn hắn một đám phổ thông quân sĩ lại nương tay. Tự liền một chút tiểu đội trưởng đại đội trưởng tiểu thống lĩnh, tốc độ thoáng cái đều kéo chậm. Mặc dù nhậm thiên phàm thực lực rất tỏ thái độ, nhưng dù thiên vương đều giết không được giang giật, nhậm thiên phàm có thể làm bọn hắn cũng không phải lâm trận chạy trốn, dù sao tốc độ thả chậm, để nhậm thiên phàm trước chiến một trận, tình huống không đúng lập tức chạy chính là. Nhậm thiên phàm, chết. Giang giật nhìn qua nhậm thiên phàm hóa thành một đạo lưu quang bay tới, mặc kệ những cái kia ở giữa không trung dừng lại phổ thông quân sĩ, trong tay cổ cầm dựng lên, ở giữa không trung ngồi xếp bằng, mái tóc màu đỏ bay múa, đôi mắt càng thêm đỏ sáng lên, hai tay của hắn nhẹ nhàng tại cổ cầm bên trên phất qua, một đạo dễ nghe thanh âm u u vang lên. Chanh chanh, tại đạo thanh âm này vang lên về sau, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng an tính, vô số bay vụt mà đến thân ảnh đứng tại giữa không trung, trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng mê mang. Tựa hồ toàn bộ thế giới cũng thay đổi, rất nhiều thần vương cường giả con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, rõ ràng là bị sát khí ảnh hưởng tới. Toàn trường còn có thể động chỉ có ba người, phong vương cấp thủ hộ giả, phía dưới tiểu ưng vương, cùng vẫn như cũ hướng phía trước mới bay làm được nhậm thiên phàm. Phong vương cấp thủ hộ giả đôi mắt có chút lóe lên tựu khôi phục thanh minh, bất quá trong con người đều là kinh dị. Mặc phố tộc trời sinh linh hồn cường đại, nhưng là tiểu ưng vương đôi mắt đồng dạng có chút mê mang, hắn trả vốn có thể đứng lên nhậm thiên phàm một người tiếp tục hướng phía trước mới bay đi hắn cũng không phải là không có bị nửa điểm ảnh hưởng mà là tốc độ của hắn quá nhanh bị ảnh hưởng cũng không có sâu như vậy sở dĩ thân thể bản năng hướng phía trước chính mình bay ách một cỗ nguy hiểm chí mạng tiến đến để nhậm thiên phàm đột nhiên giật mình tỉnh lại trong mắt của hắn hồng quang biến mất khôi phục thanh minh nhưng hắn đập vào mắt cái thứ nhất hình tượng lại là kiếm sát vương qua hai thanh to lớn hồng kiếm đối đầu của hắn hung hăng đánh xuống mà phía sau hắn lại không ai. Không gian tĩnh chỉ, thân thể của hắn bên ngoài sáng lên một đạo thanh quang, một tay tại phía trước một điểm, không gian như bình tĩnh nước hồ dập dờn mà ra, bốn phía trở nên càng thêm an tĩnh. Tất cả kiếm sát tộc bị không gian tĩnh chỉ cầm giữ không cách nào động đậy, kiếm sát phương khoảng cách nhậm thiên phàm chỉ có mấy chục trượng, giờ phút này còn bảo lưu lấy hướng phía trước chém vào tư thế, kia hai thanh to lớn hồng kiếm để lộ ra đạo đạo lạnh thấu xương sát cơ. Hô hô, nhậm thiên phàm lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi thật dài như hắn thanh tỉnh đến chậm nữa bên trên một hai hơi thời gian sợ là muốn bị kiếm sát vương tươi sống đánh chết a à, coi như không bị đánh chết khẳng định cũng sẽ bổ tổn thương đến lúc đó còn thế nào đánh giết giang giật thần âm pháp tắc giang giật làm sao có thể có được như thế cường đại thần âm pháp tắc còn có hắn cảnh giới không phải chỉ có thần vương cảnh sao làm sao đột nhiên biến thành thần đế rất rất nhiều không nghĩ ra nhậm thiên phàm không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì một hơi thời gian sau kiếm sát phương cùng từng bầy kiếm sát tộc đều động tựa như từng cái băng điêu dũng sĩ phá băng mà ra tiếp tục hướng phía trước gào thét mà đến bất quá giang giật tiếng đàn nhưng không có vang lên tựa hồ còn bị không gian tĩnh chỉ bên trong tốt nhìn thấy giang giật trọn vẹn qua hai hơi thời gian mới mặt mũi tràn đầy kinh dị nháy nháy mắt nhậm thiên phàm thấy được một tia cơ hội hắn cái này không gian tĩnh chỉ thời gian dài ngắn cùng cảnh giới nhục thân cường đại hay không có rất lớn quan hệ giang giật mặc dù không hiểu thấu đạt đến thần đế cảnh nhưng rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá không lâu, nhục thân quá yếu quá yếu. Hưu, hắn nhanh chóng hướng phía dưới bắn tới, đồng thời lần nữa đối hư không một điểm, lại thả ra không gian tĩnh chỉ pháp tắc. Hắn thần thức tại giang giật bên người đảo qua, âm thầm quan sát từ góc độ nào công kích, có thể tại hai hơi thời gian bên trong trong nháy mắt đột phá kiếm sát tộc chặn đường, đem giang giật giết chết. Giết, hắn rất nhanh tuyển định góc độ, bất quá giang giật tiếng đàn đứt quãng chuyển đến, để hắn thoáng cái lại trở nên tinh thần hoảng hốt, không thể nhanh chóng rút ngắn cùng Giang giật khoảng cách. Hắn lượn quanh vài vòng về sau, trong tay chiến đao đột nhiên hướng Giang giật chỗ khu vực đánh xuống, một đạo đao mang xé rách mà đi, đem từng cái kiếm sát tộc đập bay, mấy cái kiếm sát tộc đâm vào Giang giật trên thân, dẫn đến Giang giật tiếng đàn im bặt mà dừng. Liền là giờ phút này, Nhậm Thiên Phàm đôi mắt bày ra phải cùng tinh thần, thân thể dùng tốc độ khủng khiếp hướng Giang giật phóng đi. Đồng thời một cái tay hư không hướng phía trước một điểm, lại để cho Giang giật phụ cận không gian động lại, trong mắt của hắn đều là lãnh ý như một đầu như độc xà đâm thẳng tới, chiến đao bên trên hắc khí vần quanh, rõ ràng là chuẩn bị phóng thích lực công kích hung tàn nhất hủy diệt pháp tắc. Không tốt, tiểu ưng vương ở phía dưới thấy rất rõ ràng, nhưng hắn lại hữu tâm vô lực, như thế khoảng cách trừ phi cái kia phong vương cấp thủ hộ giả xuất thủ, nếu không ai cũng cứu không được giang giật. Phong vương cấp thủ hộ giả sẽ ra tay sao? Rõ ràng sẽ không, vừa rồi hắn xuất thủ một lần lại dẫn đến truyền tống trận bị tiểu ưng vương hủy, giờ phút này thủ hộ giả còn tại hối hận. Hắn cũng không muốn để ý tới giang giật cùng nhậm thiên phàm phá sự, trước kia tại địa giới lúc hắn gặp thêm loại này phá sự. Giang giật thật ngông cuồng, hắn mới vừa rồi bị tiểu ưng vương tức giận đến thổ huyết, nào có tâm tình đi quản giang giật chết sống. Hưu, nhậm thiên phàm tốc độ quá nhanh, giang giật bên người mặc dù còn có mấy vạn kiếm sát tộc vây quanh, nhưng chỉ chỉ là một hơi thời gian nhậm thiên phàm tựu đẩy ra vô số kiếm sát tộc, đâm xuyên đi vào, mắt thấy là phải tới gần giang giật cái kia ẩn chứa lôi đình chi nộ một đao, coi như không đem giang giật đánh chết, cũng có thể đem hắn chém thành trọng thương. Không đúng, đúng lúc này, nhậm thiên phàm đột nhiên phát hiện vấn đề, giang giật bị không gian giam cầm không động được, nhưng ánh mắt lại là mở ra một mực nhìn lấy hắn. Nhậm thiên phàm trong mắt hắn không nhìn thấy một vẻ bối rối, ngược lại có nhàn nhạt mỉa mai. Ông, giang giật trên thân sáng lên một đạo bạch quang, thân thể như phá băng mà ra trong nháy mắt có thể động. Giống như hắn chỉ có diệt ma chiến thần cảnh giới khẳng định là không động được A, à, nhưng nhậm thiên phàm không biết hắn có một môn thần thông lực thần quyết. Giang giật là cố ý phóng nhậm thiên phàm vào đây, hắn phải nhốt môn đánh chó. Huyền hoàng chi lực khẽ động nhục thể của hắn cường đại gấp trăm lần, gấp trăm lần là khái niệm gì giang giật có tuyệt đối tự tin, vận dụng lực thần quyết sau nhục thể của hắn không thể so với kỳ thanh trần yếu quá nhiều, so nhậm thiên phàm khẳng định còn phải mạnh hơn một chút. Chanh chanh. Hắn trước kia khôi phục tròng mắt lạnh như băng trong nháy mắt trở nên đỏ như huyết, hai tay điên cuồng tại dây đàn bên trên lay động, từng đạo cuồng bạo tiếng đàn vang vọng khắp nơi. Rất nhiều phổ thông quân sĩ căn bản không chịu nổi, ôm đầu hướng phía dưới đập xuống mà đi, Nhậm Thiên phàm con mắt thoáng cái trở nên mê mang cùng huyết hồng, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết linh hồn hắn chỗ sâu suy nghĩ khu xử hắn qua chiến đao lung tung chém vào. Ken ken ken, bốn phương tám hướng kiếm sát tộc vung lên từng thanh từng thanh to lớn đại kiếm, như mưa rơi một trận chém loạn vẹn vẹn một hơi thời gian nhậm thiên phàm trên thân dòng giã bị đánh chặt mấy trăm kiếm kiếm sát phương từ nơi không xa trở về hai thanh cử kiếm phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ chuẩn bị xông lại triệt để đem nhậm thiên phàm lưu ở nơi đây ừ một đạo nhẹ nghệ vang lên phong vương cấp thủ hộ giả một đôi đục ngầu trong con ngươi quang mang lấp lánh hắn không muốn lẫn vào giang giật nhậm thiên phàm sự tình không có nghĩa là hắn không chú ý vừa rồi giang giật vận chuyển huyền hoàng chi lực nhục thân trong nháy mắt cường đại gấp trăm lần dị tượng như thế hắn làm sao có thể không có cảm ứng. Lực thần quyết, phong vương cấp thủ hộ giả nghĩ nghĩ, trong đầu toát ra ba chữ. Ngoại trừ lực thần quyết bên ngoài hắn chưa bao giờ nghe nói có bất kỳ một loại công pháp có thể làm cho nhục thân tăng phúc nhiều như vậy. Chỉ là, lực thần nhất tộc thiên phú dị bẩm, thân cao ít nhất đều là hai ba trượt, giang giật cái này thể trạng cũng không giống A. mươi 1563, đem phá thiên quân toàn bộ đồ. Keng 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 keng, Nhậm Thiên Phàm bốn phương tám hướng vô số đại kiếm bổ tới, mặc dù chính hắn chiến đao lung tung vung vẩy, đón đỡ không ít công kích cũng chém nát một chút kiếm sát tộc. Nhưng kiếm sát tộc là không có linh hồn, mặc kệ Nhậm Thiên Phàm có công kích hay không, đều máy móc bản chấp hành giang giật mệnh lệnh, từng thanh từng thanh cử kiếm liên tục không ngừng hướng Nhậm Thiên Phàm bổ tới. Nhậm Thiên Phàm khoảng cách giang giật gần vô cùng, càng gần bị tiếng đàn ảnh hưởng càng lớn. Mà lại giang giật giờ phút này đàn tấu phương thức không phải mềm nhũn nhẹ nhu nhu, phi thường cuồng bạo, từng đạo tiếng đàn mang theo kinh khủng sát khí, như ngập trời cự lãng không ngừng hướng nhậm thiên phàm đập mà đi, để hắn biến thành nộ hải bên trong thuyền nhỏ, căn bản là không có cách kháng cự chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Keng 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 keng, ken, vẹn vẹn hai hơi thời gian, nhậm thiên phàm trên thân ít nhất bên trong mấy ngàn kiếm, trên người hắn có cực phẩm thần khí chiến giáp, làm phá thiên quân thượng tướng quân làm một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp vẫn là nhẹ nhõm. Mặc dù kiếm sát phương còn không có chạy tới, nhưng nhậm thiên phàm rất nhiều xương cốt cũng bị đánh gãy nội tạng xuất huyết nhiều toàn thân đều là như tê liệt thống khổ hưu kiếm sát phương rốt cuộc chạy đến nó còn không có tới gần kia như lạnh thấu xương hàn phong sát khí đã bao phủ nhậm thiên phàm hắn lúc đầu mê thất tại tiếng đàn bên trong hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại trốn hắn nhìn thấy kiếm sát phương nổ bắn ra mà đến cặp kia huyết hồng con người đều là băng lãnh để cho người ta không rét mà run giờ khác này nhậm thiên phàm không trần chờ chút nào cùng may mắn hắn không phải giang giật đối thủ tiếp tục mang xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ giang giật tính cách hắn hiểu rõ một chút liền du thiên vương cũng dám công kích người liền du thiên nghịch cũng dám giết người tuyệt đối là cái nhân vật hung ác sở dĩ hôm nay hắn không tự cứu tuyệt đối phải bị giang giật tháo thành tám khối chỉ là truyền thống trận đã hủy hắn muốn chạy trốn có thể chạy trốn tới đâu đây điện hoa đá lửa ở giữa nhậm thiên phàm não hải điên cuồng chuyển động hắn đột nhiên quát lớn giang giật dừng tay, nếu không ta giết người ba cái thê tử. Ông, nhậm thiên phàm trong tay một cái không gian thần khí xuất hiện, hắn đem không gian thần khí ngăn tại trước người mình, quát lạnh nói, người tiếp tục để kiếm sát tộc công kích đi, cái này không gian thần khí hủy đi, người ba cái thê tử cũng sẽ bị hư không loạn lưu xé rách thành phấn vụn. tranh một đạo đoạn âm vang lên, tiếng đàn im bặt mà dừng, kiếm sát tộc toàn bộ bất động. Kiếm sát phương lại khoảng cách nhậm thiên phàm vẻn vẹn chỉ có mấy chục trượng khoảng cách, lại chỉ có thể dừng lại. Giang giật trong mắt hồng quang yếu đi, ánh mắt xuyên thấu qua lít nha lít nhít kiếm sát tộc, khóa chặt viên kia không gian thần khí. Hắn không nói gì cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, không trung nguyên bản có gần 200 ngàn người, giờ phút này còn lại không đến mấy ngàn, còn lại đập xuống đi xuống. Tiếng đàn đã ngừng, nhưng phía dưới rất nhiều người hay là không có tỉnh táo lại, coi như thanh tỉnh cũng không ai dám động, mà là ánh mắt nhìn qua trên không kiếm sát tộc bên trong giang giật, còn người chỗ sâu đều là hoảng sợ cùng kính sợ tiểu tử này, tốt biến thái, tiểu ưng vương đôi mắt khôi phục thanh minh, nội tâm của hắn lại một lần nữa đối giang giật lau mắt mà nhìn. Vừa rồi hắn một mực bị tiếng đàn chấn nhiếp, đương nhiên không đến mức bị người giết cũng không biết. Nhưng có thể sử dụng thần âm pháp tác ảnh hưởng bọn hắn mặc vũ tộc linh hồn, giang giật cái này thần thông đã phi thường biến thái. Mấu chốt nhất một điểm giang giật niên kỷ, giang giật thế nhưng là vẻn vẹn so giang tiểu nô lớn một chút, tại tiểu ưng vương trong lòng giang tiểu nô vẫn là hài tử tiểu ưng vương thừa nhận hắn tại giang giật cái tuổi này thời điểm thực lực kém hắn xa áp chế nhậm thiên phàm cũng liền cái này tiền đồ a hắn thu hồi suy nghĩ thần thức khóa chặt bị kiếm sát tộc vây quanh cầm không gian thần khí nhậm thiên phàm khóe miệng lộ ra một tia trào phúng hắn thấy nam nhân liền muốn giống như một cái nam nhân oanh oanh liệt liệt chiến đấu oanh oanh liệt liệt đi chết đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ sẽ chỉ làm người trong thiên hạ chê cười giang giật để kiếm sát tộc thối lui nhậm thiên phàm gặp giang giật không có ý lên tiếng chờ một hồi quát khẽ nói. Giang giật hướng kiếm sát phương nhìn một cái, nhậm thiên phàm sau lưng kiếm sát tộc rời khỏi một cái thông đạo, nhậm thiên phàm thân thể hóa thành hồng quang xông ra vòng vây. Toàn trường giống như chết yên lặng, thần thức đều khóa chặt nhậm thiên phàm cùng kiếm sát tộc bên trong giang giật, nội tâm lo lắng bất an. Nhất là bạch đế thiên cử nhận các loại chờ một đám bọn công tử trong lòng càng là khẩn trương tới cực điểm. Nhậm thiên phàm đều không phải là giang giật đối thủ, trừ phi thủ hộ giả xuất thủ, ai còn có thể đè ép được hắn hôm nay một cái không tốt tất cả mọi người bỏ mạng ở tại chỗ A. Hà Đại Nhân, kẻ này quá tà môn, ta không phải là đối thủ, xin ngài ra tay giúp đỡ chân áp. Nhậm thiên phàm ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi thủ hộ giả truyền một câu đi qua, muốn mượn thủ hộ giả chi thủ diệt giang giật, ai ngờ thủ hộ giả không có nửa điểm đáp lại, ngược lại nhắm mắt lại, nói rõ không muốn dính vào. Giang giật, nhậm thiên phàm chỉ có cắn răng đem ánh mắt bỏ ra giang giật nói, chúng ta nói chuyện như thế nào trước thả người mọi chuyện đều tốt nói. Giang giật băng lãnh thanh âm theo kiếm sát tộc bên trong truyền ra, không thả người, phá thiên quân. Toàn bộ chết, nhậm thiên phàm, ngươi là thượng tướng quân giống như phá thiên quân bởi vì ngươi mà diệt phong, giống như bạch đế thiên cửu nhận bọn người bởi vì ngươi mà chết, hậu quả chính ngươi ngẫm lại. tt rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, nhậm thiên phàm nội tâm cũng trầm xuống. Giang giật thực sự nói thật, giống như phá thiên quân bởi vì hắn mà diệt phong hắn khó thoát khỏi cái chết, mà lại bạch ra cứu ra đoán chừng sẽ còn giận chó đánh mèo hắn gia tộc. nhưng thả người lại có đường sống. nhậm thiên phàm không phải là đồ ngốc, một khi thả người phá thiên quân có thể hay không toàn bộ bị giết chết hắn không xác định, hắn tuyệt đối sẽ chết. điểm này không cần hoài nghi. càng nghĩ, nhậm thiên phàm cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, hắn cắn răng nói ra tốt, giang giật, ta thả người. bất quá ai làm nấy chịu, người muốn giết cứ giết một mình ta, người dám giết những người còn lại ô thiên vương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi ông nhậm thiên phàm trong tay không gian thần khí sáng lên một đạo bóng người ngưng hiện ra lại là mạch hoài tang nàng một trưởng vỗ tại mạch hoài tang trên đầu đưa nàng đánh tỉnh sau đối hắn quát lạnh mạch quân kỳ đi khuyên nhủ giang giật để hắn không muốn đại khai sát giới mạch hoài tang mơ hồ nháy nháy mắt trở ngại nhậm thiên phàm uy tín nàng bản năng hướng giang giật bay đi nhậm thiên phàm không gian thần khí lần nữa lóe lên nhưng lần này nhưng không có thả ra bất luận kẻ nào mà là trong tay xuất hiện một đôi màu trắng hiện ra u quang bao tay a à, liệt không thủ sáo tiểu ưng vương khẽ giật mình sau đó lập tức quát lớn giang giật động thủ nhậm thiên phàm muốn chạy trốn giang giật lực chú ý bắt đầu bị mạch hoài tang hấp dẫn đằng sau chú ý nhậm thiên phàm không gian thần khí chờ mong cái này y thiền mấy người bị thả ra chờ hắn kịp phản ứng lúc nhậm thiên phàm cặp kia màu trắng thủ sáo đã mặc tốt nhậm thiên phàm đột nhiên đối không gian một chảo sau đó hướng hai bên dùng sức kéo lên Kết tựa như vải vóc bị xé nứt không gian xuất hiện một cái lỗ hồng lộ ra hắc u hư không nhậm thiên phàm thân thể vọt vào đùa cờ tiếng cười theo vết nứt không gian bên trong chuyển đến giang giật người dám đụng đến ta phá thiên quân một người người ba cái thề tử hẳn phải chết không nghi ngờ nhậm thiên phàm cái này biện pháp trong tuyệt vọng liền là theo trong hư không đào tẩu thoát đi luyện ngục bí cảnh trên tay hắn có con tin nơi này còn có một cái phong vương cấp thủ hộ giả hắn nghĩ đến giang giật hẳn là không lá gan này đổ sát phá thiên quân a chỉ cần phá thiên quân không có việc gì, chờ ô thiên vương bọn người nhận được tin tức đuổi tới, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Nhiều nhất đi quân pháp đường công thẩm, xem ai có tội, giang giật xiết hơn 100 tên cường giả, đây là không thể gạt bỏ sự thật, sở dĩ cuối cùng vẫn là hắn bên này thắng. Hắn nghĩ không sai, nhưng hắn đoán sai giang giật tính cách. Nhìn thấy nhậm thiên phàm biến mất trong hư không, trong hư không khe hở nhanh chóng khép lại, giang giật con mắt lần nữa trở nên đỏ như máu, hắn đem bay tới mạch hoài tang thu nhập hốn nguyên châu bên trong, hai tay nổi giận tại cổ cầm bên trên phất động, đồng thời đối kiếm sát tộc quá to, kiếm sát phương động thủ, đem phá thiên quân toàn bộ đồ. chương 1564, hôm nay bọn hắn hẳn phải chết. Hiu hiu hiu, sang giật một thân quát lớn phía dưới, còn tại giữa không chung những cái kia tiểu thống lĩnh đại thống lĩnh bọn họ khổ bức, kiếm sát phương khống chế khống chế sở hữu kiếm sát tộc, thân thể đột ngột cung lên. Phía sau 10 cái cốt thứ hóa thành đầy trời mưa kiếm bắn nhanh mà đi. Tương đối diệt ma chiến thần có lẽ thần đế mà nói, kiếm sát tộc cốt thứ cũng không tính quá kinh khủng công kích. Bình thường bọn hắn có thể nhẹ nhõm tránh đi, hoặc là dùng binh khí đẩy ra. Nhưng giang giật thế nhưng là tại phóng thích thần âm pháp tắc A, à, tất cả mọi người bị thần âm pháp tắc cùng sát khí chấn nhiếp, ngoại trừ diệt hồn tiểu đội một số người, những người còn lại căn bản không động được, cũng vô pháp hình thành hữu hiệu phòng ngự. Cốc cốc cốc, keng keng keng, có cực phẩm thần khí chiến giáp người tương đối may mắn, những cái kia cốt thứ đều bị đẩy ra, bọn hắn thân thể bị đập bay ra ngoài. Không có cực phẩm thần khí chiến giáp toàn bộ thảm rồi, thân thể bị bắn thành tổ ong vò vẽ. 50 vạn kiếm sát tộc, cũng chính là 500 vạn căn cốt đâm, liên tục không ngừng công kích, trung phẩm thần khí chiến giáp căn bản ngăn không được. A, à, a, à, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, giữa không chung mấy ngàn người, trong nháy mắt bị miểu sát vượt qua một nửa, trong đó còn có một số đại gia tộc công tử. Giang giật, khác đừng, loạn giết, tiểu ưng vương bị từng đạo tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, nhìn qua rất nhiều đại gia tộc công tử bị tầm bắn tổ ong vò vẽ, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Liền xem như sau lưng của hắn đứng đấy lục ưng vương, cũng không dám như thế loạn giết a đem đám này công tử đều chém giết, cái kia chính là cùng vạn giới vô số gia tộc là địch. Cùng vạn giới là địch, đừng nói giang giật chút thực lực ấy, coi như lục ưng vương đều chịu không được, năm đó thần dương tộc cỡ nào cường đại năm đó lực thần tộc cỡ nào nghiêu xoa, nhưng một khi phạm vào chúng nộ, bị vô số gia tộc hợp nhau tấn công, ai cũng muốn diệt phong, nhưng mà giang giật trong cơn giận dữ căn bản không có để ý tới tiểu ưng vương hai tay điên cuồng phất động dây đàn chấn áp sở hữu phá thiên quân kiếm sát phương mang theo một đám kiếm sát tộc như hung thần ác sát phóng đi đối giữa không trung những cái kia đại thống lĩnh tiểu thống lĩnh các gia tộc bọn công tử một trận chém loạn kia như nước mưa vung xuống lưới kiếm để bạch đế thiên cùng cử nhận người thấy tử thần khí tức đao công tử mau trốn đế thiên đi đỉnh núi mấy tên linh hồn coi như tương đối mạnh người võ giả liều mạng chặn kiếm sát tộc đồng thời đối với mình công tử quát lớn, có người còn trực tiếp một cước đem tự ra công tử hướng truyền tống trận chỗ đỉnh núi đá tới. Ánh mắt của bọn hắn thoáng cái huyết hồng thoáng cái thanh minh, chỉ có bị công kích thời điểm mới có thể thanh tịnh, nhưng sau một khắc lại sẽ bị tiếng đàn chấn nhiếp, chiến lực đoán chừng không đủ bình thường ba thành, lại thế nào chống đỡ được kiếm sát tộc. Phanh phanh phanh, phanh vô số công tử cùng cường giả bị kiếm sát tộc đại quân bao phủ đi vào, chờ đợi bọn hắn chính là bốn phương tám hướng vung xuống cự kiếm, kết cục cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng sẽ bị tươi sống đánh giết. Hưu, Bạch Đế Thiên cùng Cử Nhận Linh Hồn hai người rất không tệ, thân là hai đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất công tử, hai gia tộc cho đầy đủ tài nguyên. Sở dĩ hai người đôi mắt mặc dù thoáng cái lại trở nên huyết hồng, thoáng cái lại khôi phục thanh minh, nhưng trong hai người tâm chỗ sâu nhất dục vọng cầu sinh kích phát tiềm lực, hai người cuối cùng thế mà trốn vào đỉnh núi chỗ Màn Hào Quang bên trong. Đại gia mau vào, vừa tiến vào Màn Hào Quang, Bạch Đế Thiên cùng Cử Nhận lập tức đại hỉ có cái này màn hào quang ngăn cách giang giật tiếng đàn uy lực yếu đi thật nhiều bất qua phía trên phá thiên quân các quan văn giờ phút này một cái không động được trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ đó là bởi vì sức chiến đấu của bọn họ cảnh giới thật quá thấp mau trốn vô số người quát lớn rất nhiều công tử ánh mắt đều khóa chặt đỉnh núi chỗ màn hào quang nghĩ liều mạng chạy đến đi màn hào quang bên trong có một cái phong vương cấp thủ hộ giả mặc dù hắn một mực không nhúc nhích nhưng tất cả mọi người đi phía sau hắn đứng đấy giang giật luôn không khả năng liền thủ hộ giả cùng một chỗ công kích ga a à, đáng tiếc rất nhiều công tử hữu tâm vô lực muốn chạy trốn cũng trốn không thoát bọn hắn linh hồn quá yếu cảnh giới quá thấp chiến lược càng đáng thương bỗng chốc bị kiếm sát tộc quét sạch đi vào cuối cùng hóa thành từng cái thi thể đập xuống xuống dưới xong tiểu ưng vương con mắt lúc đỏ lúc hắc hắn nhìn thấy từng cái đại gia tộc công tử giáng xuống nhìn thấy phá thiên quân mấy cái đại thống lĩnh đều bị giết bất đắc dĩ nặng nề thở dài Giang giật lần này chơi lớn rồi, giết hơn 2.000 cái công tử, đây chính là cùng hơn 2.000 cái đại gia tộc là địch, đoán chừng sự tình truyền ra, toàn bộ địa giới đều sẽ bạo động A. À. Hậu quả xấu đã thành, ai cũng cứu không được Giang giật. Địa sát vương không được, mị ảnh vương không được, coi như cha của hắn lục ưng vương tới đoán chừng cũng không được, trừ phi tam đại bá chủ liên thủ trấn áp cục diện, đồng thời cho ra hài lòng đại giới, đoán chừng mới có thể lắng lại mấy ngàn cái đại gia tộc lửa giật. Có thể sao, hiển nhiên không có khả năng, tiểu ưng vương lông mày thật sâu nhíu lên, nghĩ đến như giang tiểu nô về sau biết rõ hắn trơ mắt nhìn xem giang giật chết đi, đời này có thể hay không hận chết hắn. Phanh, phanh phanh phanh, bầu trời chiến đấu còn tại tiếp tục, mấy chục vạn kiếm sát tộc đem mấy ngàn người vây lại, loạn kiếm như mưa rơi đánh xuống, từng cỗ thi thể đập xuống mà xuống, đem phía dưới một chút phổ thông phá thiên quân sĩ thức tỉnh, sau đó bọn hắn lại bị dọa ngất đi qua. Chiến đấu tại mười mấy hơi thở thời gian sau kết thúc, bốn năm ngàn chỉ có gần trăm người may mắn trốn về đỉnh núi, người còn lại toàn bộ bị chém giết. Giữa không trung mấy ngàn mai không gian giới chỉ trôi nổi, rất nhiều cực phẩm chiến giáp cũng lơ lửng, tản mát ra nhàn nhạt thần quang, trông rất đẹp mắt. Hưu, Giang giật mặt không biểu tình ngừng đàn tấu, tại mấy vạn kiếm sát tộc dưới hộ vệ hướng màn hào quang bao phủ đỉnh núi bay đi, hắn đỏ như huyết ánh mắt khóa chặt đứng tại phong vương cấp thủ hộ giả sau lưng, run lẩy bẩy bạch đế thiên cùng cừu nhận, thấy thân thể hai người run rẩy càng thêm lợi hại mấy phần hưu kiếm sát tộc chậm rãi phi hành như hắc vân áp đỉnh không ngừng tới gần màn hào quang giang giật nội tâm như sắt như là đã giết nhiều người như vậy bạch đế thiên cùng cửu nhận liền không khả năng buông tha lan ra ngoài từ khi giang giật xuất hiện một mực không nhúc nhích thủ hộ giả lúc này có động tính hắn mở mắt quát khẽ một tiếng đục ngầu con ngươi nhìn qua giang giật quát lạnh nói tiểu tử ngươi ở bên ngoài giết người bản vương mặc kệ nhưng nơi này là bản vương muốn thủ hộ địa phương ngươi dám đi vào lung tung đừng trách bản tọa không khách khí nếu là thủ hộ giả vậy bọn hắn chức trách liền là thủ hộ một nơi cái này thủ hộ giả chức trách liền là thủ hộ ngọn núi nhỏ này thủ hộ bên trong ngọn núi nhỏ cấm chế cùng truyền tống trận giang giật ở bên ngoài đại khai sát giới hắn không muốn để ý tới nhưng giang giật muốn đi vào giết người hắn nhất định phải xuất thủ dù sao giang giật trước không nể mặt hắn hắn đương nhiên sẽ không cho giang giật mặt mũi giết đáp lại thủ hộ giả chính là một đạo sát khí bừng bừng thanh âm mấy chục vạn kiếm sát tộc gào thét mà đi, hơn phân nửa vọt vào đỉnh núi, phân ra 10 vạn hướng phía dưới phóng đi. Giang giật rõ ràng tựa hồ đã điên dại, liên hạ mới phá thiên quân sĩ cũng muốn chém giết không còn một mảnh. Giang giật, người điên rồi sao? Tiểu ưng vương nhìn không được, dường như sấm xét truyền âm nổ lên tại giang giật trong đầu, người muốn giết những công tử kia, bản vương hội bội phục người có gan nhưng ngươi lại muốn đi giết những cái kia vô tội quân sĩ khi dễ một đám kẻ yếu tính là gì nam nhân nhân tính của ngươi đâu vô tội giang giật bị đánh thức tới hắn vừa rồi trong đầu đều bị sát khí tràn ngập không có cái gì suy nghĩ chỉ là muốn đem tất cả mọi người giết chết đã phát tiết nội tâm lửa giận hiện bị tiểu ưng vương một tiếng quát lớn giật mình tỉnh lại hắn nhìn lướt qua phía dưới những cái kia sợ hãi tới cực điểm quân sĩ vung tay lên đem phía dưới kiếm sát tộc triệu hồi ánh mắt bỏ ra màn hào quang bên trong cừu nhận cùng bạch đế thiên lạnh giọng nói ra người khác có phải hay không vô tội ta không biết nhưng hai người này tuyệt đối tham dự việc này Hôm nay bọn hắn hẳn phải chết. Lão đầu, người coi như đem ta giết, ta cũng muốn giết chết bọn hắn. chương 1565, nó. Sao không ngữ giờ phút này thật sự có ta bó tay rồi, trước đó ra một cái tiểu ưng vương, lại tới một cái gian giật là thời đại khác biệt sao người trẻ tuổi từng cái đều kia dữ dội sao. Đối với gian giật hắn có một tia ái tài chi tâm, dù sao không phải người nào đều có thể tại luyện ngục bí cảnh bên trong ngây ngốc 20 ngày. Hắn thủ hộ luyện ngục bí cảnh có mấy năm, người trẻ tuổi có thể vào luyện ngục bí cảnh ngây ngốc ba ngày đã nghịch thiên. Ông, ái tài về ái tài, trên người hắn khí thế dâng lên, trong mắt sát ý doanh vậy mà. Giang giật nếu dám vào đây giết người hắn đồng dạng sẽ không lưu tình, hắn nhiều năm chưa từng ra phía ngoài, địa giới rất nhiều người đoán chừng đều quên hắn, cũng không biết hắn đã từng có nộ thần ngoại hiệu, phong vương cấp cường giả tôn nghiêm không cho khiêu khích, bất luận là ai. Ai, tiểu ưng vương dò xét đến sao không ngữ sát khí trên người, đôi mắt ảm đạm, sao không ngữ không dám giết hắn, nhưng tuyệt đối dám chém giết giang giật. Cường giả đều có tôn nghiêm, ai dám trả đạp tôn nghiêm của bọn hắn, chỉ có dùng huyết tẩy soạt. Hắn như ưng đôi mắt chuyển động, nghĩ đến biện pháp nhìn xem có thể hay không cứu giang giật một mạng. hắn không muốn giang tiểu nô hận hắn cả một đời, có lẽ đồng dạng lên ái tài chi tâm, không muốn một cái như thế ưu tú thiên tài mệnh tang luyện mục bí cảnh. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đôi mắt sáng lên, đối liền muốn xông vào đỉnh núi màn hào quang giang giật quát lớn, giang giật, chờ chút. Ừ, giang giật quay đầu hướng phía dưới nhìn lại, nhìn lướt qua tiểu ưng vương, tiểu ưng vương thân thể nổ bắn ra mà lên, người giữa không trung truyền âm nói, giang giật, đừng giết, vẫn là đi trước cứu người ba cái thê tử đi. Có thể cứu, giang giật trong mắt hồng quang yếu đi, khôi phục băng lãnh, hắn sở dĩ như thế nổi giận giết người, là bởi vì không có cách nào đi cứu y thiền ba người. Chờ mắt nhìn xem y thiền bọn hắn bị mang đi, nội tâm của hắn phát điên sở dĩ bạo tẩu giống như có thể cứu người hắn khẳng định là trước tiên cứu người nhậm thiên phàm trên người có một kiện trí bảo thế mà có thể tê liệt không gian tiến vào trong hư không mặc dù cường giả đồng dạng có thể đem không gian xé rách ra từng đạo khe hở nhưng đó là không ổn định mà lại khe hở cũng nhỏ như sông đi vào rất dễ dàng bị không gian vặn vẹo chi lực giảo sát lại nói hắn nhưng không có hỗn độn thần thuyền ở trong hư không tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ coi như không chết hắn lại đi kia tìm nhậm thiên phàm. Đương nhiên có thể cứu, tiểu ưng vương nhanh chóng truyền âm nói của ta móng vuốt có thể tê liệt không gian, mà người đi vào trong hư không, ta cũng có hỗn độn thần thuyền, ta còn biết nhậm thiên phàm đi đâu. Thật, Giang giật đôi mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần, y thiền ba người tính mệnh đối với hắn mà nói lớn hơn hết thảy, bạch đế thiên cử nhận quay đầu có thể lại giết, cứu người quan trọng. Nói nhảm, bản vương còn có thể gạt người, tiểu ưng vương chứa thương một hồi, thương thế khá hơn một chút, bất quá rất nhiều xương cốt vẫn là không có khép lại. Hắn nhìn lướt qua sau lưng theo tới ba tên mặc vũ tộc cường giả, quát khẽ nói, chuẩn bị. Tiểu ưng vương mệnh lệnh ba người này cũng không dám vi phạm, mặc dù lần này đi cứu người có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng người nào cũng không dám ngỗ nghịch tiểu ưng vương. Giang giật gặp tiểu ưng vương không phải nói đùa, vội vàng đem kiếm sát tộc triệu tập tới, thu sạch nhập thiên hàn châu bên trong. Ông, các loại chờ giang giật hảo hảo thu về sở hữu kiếm sát tộc, tiểu ưng vương trên đầu sừng thú phát sáng lên, bàn tay biến thành ưng chảo lục quang lấp lánh không ngớt, đối một chỗ không gian hung hăng chộp tới. Tức, một đạo chói tai thanh âm vang lên, không gian quả nhiên bị tiểu ưng vương trực tiếp xé rách, mặc vũ tộc ba người cùng một thời gian biến thân, sau cái lục chảo như thiểm điện chộp tới, đem hư không lôi ra một cái miệng lớn, tiểu ưng vương quát lớn, giang giật đi vào. Hiu, giang giật trước kia xem tiểu ưng vương rất khó chịu, hắn vào luyện ngục bí cảnh trước tiểu ưng vương cố ý truyền âm, lần này lại thái độ đại đổi, sở dĩ hắn đối tiểu ưng vương ấn tượng có đổi mới, giờ phút này hoàn toàn tin tưởng hắn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào. Tiểu ưng vương không có hố giang giật, đi theo bắn vào trong hư không, mặc vũ tộc ba người đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại, khắp nơi khôi phục bình tĩnh. Hô hô, thẳng đến người hơi thời gian. Phía dưới quân sĩ cùng đỉnh núi Quan Văn cử nhận Bạch Đế Thiên bọn người toàn bộ mới từng ngụm từng ngụm thở, trên mặt đều là lòng còn sợ hãi chi sắc, trong con người vẫn như cũ có sợ hãi hiện lên. Tất cả mọi người cảm giác tại quỷ môn quan bên trên đi một chuyến, nhất là bạch đế thiên cùng cửu nhận nhìn xem rất nhiều huynh đệ bằng hữu chết tại trước mặt, triệt để bị dọa phát sợ, giờ phút này thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Hô, thủ hộ giả sao không ngữ có chút thở ra một hơi, giống như có thể không giết, hắn vẫn là không muốn đánh giết giang giật. Dù sao cùng là nhân tộc, giang giật như thế biến thái thiên tư, cho hắn trưởng thành mấy năm mấy chục năm, thực lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng căn bản là không có cách tưởng tượng. Ai, sao không ngữ nghĩ đến những cái kia chết thảm công tử nhà giàu vừa trầm chìm thở dài, lần này giang giật giết nhiều người như vậy, những cái kia đại gia tộc sẽ bỏ qua hắn, ba đại thiên vương sẽ bỏ qua hắn. Ông, đúng lúc này, giang giật bọn người biến mất không gian đột nhiên có chút ba động một chút, lộ ra một đạo nho nhỏ khe hở, tiếp lấy sao không ngữ cảm cảm giác một đạo ngân quang bay qua, kia khe hở lại biến mất không thấy. Cái này, hắn đục ngầu đôi mắt đột nhiên trợn to mới vừa rồi là thứ gì dùng cảnh giới của hắn lại dò xét không đến chân thân nếu không phải khoảng cách gần như vậy đoán chừng hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác bạch đế thiên bọn người liền không có bất luận cái gì phát giác chẳng lẽ là nó sao không ngữ thì thào một tiếng hắn cũng không biết rõ cái kia nó là ai hắn chỉ là biết rõ luyện ngục bí cảnh bên trong có một cái tồn tại hết sức khủng bố còn như cái này tồn tại là người là thú vẫn là yêu hắn cũng không biết bởi vì hắn căn bản không có tư cách nhìn thấy nó chân thân nó đi theo Giang Giật đi làm cái gì chẳng lẽ Giang Giật có thể ở bên trong đợi 20 ngày cùng nó có quan hệ hay là? Giang Giật đắc tội nó, nó đuổi theo giết sao không ngữ lại không cao âm thanh thì thào, đáng tiếc hắn không thể rời đi nơi này, nếu không nhất định muốn đi theo nhìn xem. Ngao ngao, nơi xa có chút ít âm thú lại hướng bên này vào tới, sao không ngữ nhìn vài lần phá thiên quân, bất đắc dĩ lệnh, làm, nói, toàn bộ tụ tập tại màn hào quang phụ cận, bản tọa trước giúp các ngươi cản một hồi. Suy suy, mấy canh giờ sau, đỉnh núi phụ cận không gian đột một sóng gió nổi lên, lập tức một vết nứt xuất hiện, kia khe hở không ngừng biến lớn, cuối cùng một đạo hắc ảnh từ bên trong sông ra. Cái này nhưng làm bạch đế thiên bọn người dọa sợ, chẳng lẽ gian giật lại trở về thủ hộ giả trước tiên thần thức quét tới, hắn coi là cái kia tồn tại trở về. Mọi người thần thức quét qua sau lập tức thở dài một hơi, tới là một cái mị ảnh tộc cường giả, cường giả này tê liệt không gian mà đến, hẳn là đãng ma quân doanh trinh sát đường người. hưu bóng đen toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào, hắn phi thân đi vào màn hào quang bên ngoài, cung kính đối sao không ngữ sau khi hành lễ nói ra, tại hạ đáng ma quân trinh sát đường thống lĩnh y tốt, ba vị thống soái mệnh ta đến đây dò xét, nơi này truyền tống trận bạo liệt là duyên cớ gì còn có vì sao nơi này chết nhiều người như vậy. Áo thống lĩnh, là giang giật, là giang giật ác ma kia. Bạch đế thiên cùng cử nhận tựa như bị ủy khuất hài tử thấy được ra trưởng vội vàng một bên khóc lóc kể lời một bên đem chuyện đã xảy ra giảng giải bọn hắn ngược lại là không có tận lực vặn vẹo sự thật. Đương nhiên bọn hắn bố cục hại độc linh y thiền đám người sự tình không nói, tại hai người trong lời nói hết thảy đều là độc linh cùng Giang giật sai, mà lại tiểu ưng vương đồng dạng tội không thể tha. Giang giật cùng tiểu ưng vương đuổi theo giết nhậm thiên phàm. Y vu sau khi nghe xong biến sắc, người khác không biết. Hắn làm trinh sát đường thống lĩnh thế nhưng là phi thường tinh tường luyện ngục bí cảnh phụ cận liền là thần dương bí cảnh, Nhậm Thiên Phàm tuyệt đối bỏ chạy thần dương bí cảnh, giang giật bọn người rất có thể truy sát đi thần dương bí cảnh. Thần dương bí cảnh là thần dương tộc đại bản doanh, như giang giật cùng tiểu ưng vương đi vào đại khai sát giới, Du thiên vương còn không phải phát cuồng bạo tẩu A à tự chết đi nhiều như vậy công tử, lại chết nhân sự trạng thái huyên náo càng lúc càng lớn, địa giới còn không phải bạo động A. À. chương 1566, Độn Hư Thuật Y tốt là mị ảnh tộc, nhưng cũng không phải là thánh linh giới người. Nói một cách khác hắn chung với đảng ma quân, cũng không trung thành với y ra, bằng không hắn cũng không có tư cách trở thành trinh sát đường đường chủ. Mị ảnh tộc hàng năm đều sẽ đưa một nhóm hài tử tới, những này là chân chính hài tử, vừa mới xuất sinh không lâu, còn không hiểu chuyện. Hài tử bồi dưỡng liền là đảng ma quân chuyện, những hài tử này từ nhỏ tại đảng ma quân bên trong lớn lên, là tuyệt đối trung thành đảng ma quân, đây cũng là mị ảnh tộc đối với đảng ma quân lớn nhất duy trì. Sở dĩ giang giật chết sống, y tốt hoàn toàn không quan tâm, hắn cũng không biết Giang Giật là y phiêu phiêu nhi tử. Coi như biết rõ, đoán chừng cũng sẽ không quản Giang Giật phải chăng bị giết, hắn cân nhắc chính là sự tình đối với đảng ma quân ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, việc này đã ảnh hưởng phi thường lớn, chết mấy ngàn cái công tử, mấy ngàn cái gia tộc tuyệt đối sẽ đến đảng ma cốc đại náo. Giống như nhà bọn hắn công tử chết tại nhiệm vụ bên trong, chết tại minh tộc trong tay, bọn hắn chắc chắn sẽ không nói cái gì, vấn đề là chết tại người một nhà trong tay. Giang giật cùng tiểu ưng vương đi thần dương bí cảnh, giang giật là cái giết người không chấp mắt đại ma đầu, tiểu ưng vương đồng dạng kiệt ngạo bất tuần, như tại thần dương bí cảnh bên trong đại khai sát giới, du thiên vương liền muốn thật đoạn tử tuyệt tôn. Phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đem tin tức truyền trở về, ngăn cản giang giật cùng tiểu ưng vương đi thần dương bí cảnh bên trong đổ sát. Y tốt con người lấp lóe không ngớt, hắn là tiếp theo phong bí cảnh tới, thần phong bí cảnh so thần dương bí cảnh còn xa hơn một chút giống như hắn trở về thần phong bí cảnh lại truyền tống hội đảng ma cốc, giao quốc vàng đoán chừng đều lạnh. Thần dương bí cảnh bên trong cường giả như mây, vấn đề là không có phong vương cấp cường giả A. Giang giật đều có thể truy sát nhậm thiên phàm, còn có thể chém giết nhiều người như vậy, phong vương cấp hạ ai có thể chấn áp hắn hắn đôi mắt lấp lẽ, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía sao không ngữ, hắn nhớ tới một sự kiện, sao không ngữ giống như có một loại đại thần thông, độn hư thuật. Hắn vội vàng chắp tay thỉnh cầu nói, hà đại nhân, can hệ trọng đại, xin ngài lão xuất thủ vận dụng độn hư thuật mang ta đi thần phong bí cảnh. Việc này thuộc hạ nhất định phải trước tiên đem truyền bẩm trở về, nếu không xảy ra đại sự. Độn hư thuật, tên như ý nghĩa có thể trong hư không độn hành, tốc độ cực nhanh, chỉ cần sao không ngữ xuất thủ hắn liền có thể so giang giật sớm một chút thời gian đuổi tới thần phong bí cảnh, lại truyền tống về đảng ma cốc đem tin tức trước tiên truyền cho ba đại thiên vương. Độn hư thuật, bạch đế thiên cùng cử nhận hiển nhiên nghe nói qua loại đại thần thông này, con mắt đồng thời sáng lên, hai người một gối quỳ xuống nói mời đại nhân xuất thủ ngăn cản ác ma này tiếp tục làm ác không được sao không ngữ lắc đầu nói bản vương đã không hỏi thế sự nhiều năm chuyện của các ngươi các ngươi đi xử lý bản vương chỉ phụ trách thủ hộ nơi này phía trước đã đắc tội một cái tiểu ưng vương hôm nay cục diện này đã đủ loạn sao không ngữ không nghĩ tới thêm lẫn vào y tốt biến sắc bạch đế thiên cửu nhận cuống lên giang giật có đi hay không thần dương bí cảnh đại khai sát giới bọn hắn không thèm để ý bọn hắn chỉ muốn muốn giang giật chết như giang giật tại thần dương bí cảnh bên trong đắc thủ, tiểu ưng vương mang theo hắn xé rách hư không chạy trốn tới một cái ẩn nấp bí cảnh bên trong ẩn đi, hoặc là dẫn theo đi mặc vũ bí cảnh, ai có thể tìm được hắn cho hắn tiềm tu cái 10 năm 8 năm, đạt tới phong vương cấp, lại có ai có thể chém giết hắn hai nhà bọn họ người tựu chết vô ích. Cựu nhận nhìn lướt qua sao không ngữ, khích tướng nói, đại nhân, truyền tống trận này đều hủy, người còn thủ hộ cái gì việc này ngươi cũng thất trách đi sao không lập công chuộc tội, cho các ngươi nhất tộc liều một cái vạn thế vinh hoa việc này như đại nhân chịu giúp đỡ chút, ta cử nhận về sau thượng vị, tuyệt đối ra sức bảo vệ các ngươi nhất tộc, như có nửa câu nói ngoa, để cho ta chết không yên lành. Nghe được phía trước mấy câu, sao không ngữ trên thân sát khí dâng lên, kém chút một trưởng đem cử nhận cho đánh bay, nghe phía sau lại trầm mặc. Bọn hắn nhất mạch nhiều năm như vậy không còn có xuất hiện một cái phong vương cấp cường giả, hắn sẽ chết già, trước kia hắn đắc tội cửu gia nhiều lắm, đều không được đã đem bọn hắn nhất tộc chuyển di đi bí cảnh bên trong. Cừu gia là siêu cấp đại gia tộc, khống chế một cái đại giới mặt, giống như hắn thượng vị, có thể chiếu cố cho chính mình nhất tộc ngược lại là cũng không tệ. Bạch đế thiên nhìn thấy sao không ngữ có chút trần chờ, vội vàng mở miệng nói, hà đại nhân, ta bạch đế trời cũng lập thệ, ngày sau nếu ta có thể trở thành quân chủ, nhất định trông nom các ngươi nhất tộc. Y tốt nói tiếp, hà đại nhân, ngươi hẳn phải biết giang giật đi đâu ngươi nếu có thể hỗ trợ, dù thiên vương khẳng định hội cảm kích ngươi. Tốt, câu nói sau cùng xúc động sao không ngữ, hắn quyết định xuất thủ, ánh mắt quét qua phía ngoài phá thiên quân nói, để bọn hắn toàn bộ đều vào đây trước chen một chút, bản vương đi một lát sẽ trở lại. Thần phong bí cảnh khoảng cách bên này rất gần, dùng sao không ngữ thực lực cùng thần thông không cần một canh giờ liền có thể vừa đi vừa về, một canh giờ phá thiên quân toàn bộ chen vào màn hào quang bên trong, đến không đến mức xảy ra chuyện. Y tốt, mở đường, sao không ngữ quát khẽ, y tốt vội vàng vận dụng mị ảnh tộc đặc thù thần thông xé rách hư không, sao không ngữ như một cái đại bằng điều, một phát bắt được y tốt vọt vào trong hư không. Hắc hắc, các loại chờ hai người rời đi về sau, bạch đế thiên cùng cử nhẫn liếc nhau cười lạnh, chỉ cần y tốt chạy trở về, đáng ma cốc ba đại thiên vương rất nhanh sẽ xuất động đi, ngắn như vậy thời gian giang giật coi như trốn cũng trốn không xa, chuyện hôm nay coi như địa sát vương tới cũng không giữ được giang giật. Đại nhân, nếu không ngươi trực tiếp mang ta đi thần dương bí cảnh A ta cũng tốt trước thời gian cho thần dương tộc dự cảnh. Hư không bên trong, khắp nơi đen kịt một màu, sao không giọng mang lấy y tốt vừa mới nghĩ phóng thích độn hư thuật, y tốt lại truyền âm nói. Giống như sao không giọng mang lấy hắn đi thần dương bí cảnh, tuyệt đối có thể đuổi tại giang giật phía trước, giống như có thể dự cảnh, thần dương tộc cũng có thể trước thời gian có chuẩn bị. Hoặc là vận dụng đưa tin mật trận để du thiên vương bọn người trước một bước đuổi tới, chờ giang giật vào cuộc. Không được, sao không ngữ phi thường quả quyết truyền âm nói, thần dương bí cảnh ngoài có không gian vòng xoáy, ngươi hẳn phải biết vật kia kinh khủng tính, ta như phóng thích độn hư thuật, không cẩn thận hai người chúng ta đều muốn mất mạng, đi thần phong bí cảnh đi, tranh lệch thời gian không có bao nhiêu. Ây, đại nhân nói đúng, y tốt nhẹ gật đầu, sao không ngữ trên thân hắc quang lấp lánh, một tay lôi kéo y tốt hóa thành một mảnh hắc vân hướng nơi xa bay đi, một cái nháy mắt thời gian tự biến mất tại hắc ám hư không bên trong. Sao không ngữ phóng thích độn hư thuật lúc, tốc độ quá nhanh, so hỗn độn thần thuyền đều muốn nhanh lên mấy lần, y tốt bị hắn mang theo cả người não hải đều vượng vượng hồ hồ, cũng cảm giác linh hồn yếu người cưỡi truyền tống trận. Đến, vẹn vẹn nửa canh giờ, một đạo truyền âm vang lên, y tốt mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện phía trước một mảnh kim quang lấp lánh, liếc mấy cái phát hiện hoàn toàn chính xác đến thần phong bí cảnh bên ngoài, hắn vội vàng chắp tay, đa tả đại nhân, việc này ta nhất định báo cáo cho ba vị thông soái. Hưu, sao không ngữ không nói một lời hóa thành một mảnh hắc vân bay đi, y tốt thì hướng phía trước kia phiến kim quang phóng đi, thân thể hóa thành trong suốt hư ảnh nhẹ nhõm không có vào kim quang bên trong, rất nhanh thân ảnh tại một cái bí cảnh bên trong thoáng hiện. Hưu, thần phong bí cảnh là một cái tiểu bí cảnh, bị một cái đại gia tộc khống chế trong tay, Y Tốt trong tay cầm một tấm lệnh bài bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi trên một ngọn núi cao, tiến vào một cái truyền tống trận bên trong. Ông, truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang, truyền tống mấy canh giờ sau, Y Tốt về tới Đãng Ma Cốc. Hưu, vô số tòa thành bên trong từng cái cường giả nổ bắn ra mà ra tam đại thống soái trước tiên xuất hiện, ô thiên vương quát khẽ nói, y vu, đến cùng là tình huống như thế nào truyền tống trận ai phá hư. Y vu không kịp thở, lập tức bẩm báo nói, là tiểu ưng vương phá hủy truyền tống trận, những sự tình này quay đầu thuộc hạ lại bẩm báo. Dù thống soái, người mau trở lại các người tộc đàn, đi chế sợ là các ngươi nhất tộc muốn cho giang giật đồ. chương 1567, phong đế cấp, Giang giật, đãng ma cốc vô số người cũng như nhậm thiên phàm bạch đế thiên bọn người lần thứ nhất nhìn thấy giang giật đồng dạng, mặt mũi tràn đầy mơ hồ, lập tức lại cảm thấy là như vậy hoang đường buồn cười. Tam đại thống xoái liếc nhau, dù thiên vương lạnh giọng mở miệng nói, y tốt ngươi nói cái gì giang giật còn sống ngươi xác định. Y tốt trùng điệp gật đầu nói, xác định, thủ hạ đi luyện ngục bí cảnh, tình huống đã dò xét đến rõ ràng. Giang giật không chết, hắn còn chu diệt phá thiên quân gần như sở hữu lớn nhỏ thống lĩnh những công tử kia bọn họ ngoại trừ bạch đế thiên cử nhận các loại chờ thiếu số mấy người bên ngoài toàn bộ bị hắn giết đảm nhiệm thượng tướng quân xé rách hư không chạy trốn giang giật bị tiểu ưng vương mang theo đuổi theo giết du thống soái ngươi như còn hỏi nhiều như vậy chỉ có thể trở về cho các ngươi nhất tộc nhặt xác giang giật cầu tặc du thiên vương nổi giận hét lớn một tiếng thân thể hướng chính mình tòa thành tiêu xạ mà đi hắn tòa thành bên trong có một cái đơn độc truyền tống trận nối thẳng thần dương bí cảnh đại sự như thế y tốt không có khả năng gạt người hắn tự nhiên không còn dám hỏi nhiều hắn phi thường tinh tường luyện ngục bí cảnh khoảng cách thần dương bí cảnh vô cùng gần có tiểu ưng vương mang theo giang giật có rất lớn cơ hội tiến vào thần dương bí cảnh giang giật đã đều có thể truy sát nhậm thiên phàm chiến lực không cần phải nói khẳng định vượt qua nhậm thiên phàm thần dương bí cảnh bên trong cường giả rất nhiều vấn đề là không có phong vương cấp cường giả nội tâm của hắn đều là sợ hãi thần dương bí cảnh như bị đồ bọn hắn thần dương tộc chịu nhục nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy tựu rõ ràng tính dưỡng. Đi, ô thiên vương cùng long thiên vương liếc nhau, hai người trong mắt đều là vẻ phức tạp. Hai người đối với giang giật còn sống lại là kinh hỉ lại là kinh ngạc, nhưng nghĩ tới giang giật giết nhiều người như vậy, trong lòng hai người lại dấy lên vô hạn lửa giận. Hai người cho rằng giang giật trên thân ma tính quá mạnh, làm việc không có nửa điểm cố kỵ, giết người như ngóe hậu quả xấu từng đống, nhiều như vậy công tử bị giết, việc này hai người cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đi trước đem giang giật cầm xuống lại nói. Không đúng, bay đến một nửa khoảng cách ô thiên vương đột nhiên dừng lại, đối long thiên vương nói ra, lão long ngươi lưu tại đáng ma cốc tỏa chấn, chết nhiều như vậy công tử, việc này ép không được. Chế chút những cái kia ra tộc tộc trưởng tới, ngươi để bọn hắn an tâm chớ vội, ta tự mình đi truy nã giang giật, tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Tốt, quyền thiên vương nghĩ nghĩ tựa như là đạo lý này, những công tử kia trên người chúng hẳn là đều có bản mệnh ngọc phù, Người chết một lần Ngọc Phù hội bạo liệt, bọn hắn gia tộc người cũng sẽ biết được. Trễ chút đoán chừng các đại gia tộc đều sẽ tới người hương sư vấn tội, như hai người đều đi, không ai ngăn chặn những người kia, đáng mà có còn không phải nháo lật trời a à. Ô Thiên Vương đi theo bay vụt tiến vào Du Thiên Vương tòa thành bên trong, Du Thiên Vương vừa mới chuẩn bị truyền tống, Ô Thiên Vương tự vọt vào. Du Thiên Vương không nói gì thêm, trong đôi mắt đều là hồng quang, truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang, hai người biến mất tại trong truyền tống trận. Các loại chờ hai người rời đi về sau, đáng ma cốc trong nháy mắt sôi trào lên, vô số đưa tin mật trận khởi động, từng đạo đưa tin truyền đi các đại giới diện các đại gia tộc, còn có rất nhiều người truyền âm cho y tốt hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Quyền thiên vương đem sự tình hỏi rõ ràng về sau, cả khuôn mặt đều đen, y tốt bởi vì nóng vội cũng không có kỹ càng dò xét toàn bộ tin tức, cơ bản hắn là chứng kiến hết thảy còn có bạch đế thiên đám người giảng thuật. Theo y tốt trong tin tức, chuyện này mặc dù có một ít tiểu nỗi băn khoăn, nhưng có thể xác định là truyền thống trận đích thật là tiểu ưng vương phá hư cái này kỳ thật không tính là gì đại sự mặc phố tộc gia đại nghiệp đại bồi cái truyền thống trận cũng không có vấn đề quá lớn mấu chốt chính là phá thiên quân lớn nhỏ thống lĩnh gần như sở hữu diệt ma chiến thần cấp cường giả bao quát mấy ngàn cái công tử toàn bộ bị giang giật giết đi điểm ấy đã không cần hoài nghi y tốt đóng dấu thạch ghi chép thoáng cái tình huống hiện trường phụ cận có kiếm sát tộc hải cốt rất nhiều thi thể rõ ràng là bị kiếm sát tộc đánh chết giang giật vì sao như thế phát rồ coi như nhậm thiên phàm bắt được thê tử của hắn coi như hắn ba cái thê tử phạm vào quân kỷ về là tốt dễ nói nói bọn hắn cũng sẽ không khó xử ba cái nhược nữ tử vì sao muốn tàn sát đại quân còn muốn đem kia mấy ngàn cái công tử cùng một chỗ chém giết đương nhiên truy cứu những sự tình này tại long thiên vương xem ra đã không có bất cứ ý nghĩa gì thảm kịch đã phát sinh giang giật phạm vào tội lớn ngập trời coi như đãng ma quân không giết hắn kia mấy ngàn cái gia tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn vô luận như thế nào lần này giang giật đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông ông ông, ngay tại Long Thiên Vương trầm ngâm bên trong, bảy tám cái truyền tống trận gần như đồng thời phát sáng lên, Long Thiên Vương cười khổ lắc đầu, những cái kia gia tộc người đã tới, đã ma cốc muốn náo nhiệt một phen. Quả nhiên, tới là mấy cái đại giới mặt đại gia tộc tộc trưởng, Long Thiên Vương chỉ có thể đem bọn hắn mang đến chính mình tòa thành bên trong, chi tiết cho bọn hắn giảng giải chuyện đã xảy ra, cũng cam đoan lần này Ô Thiên Vương cùng Du Thiên Vương nhất định đem giang giật cho mang về, cho đại gia một cái công đạo. Ông ong, truyền thống trận từng cái phát sáng lên, các đại gia tộc người tới càng ngày càng nhiều, đáng ma cốc bên trong náo nhiệt phi thường. Những cái kia gia tộc người vừa đến đã khí thế hùng hổ, nếu không phải Long Thiên Vương liên tục cam đoan Ô Thiên Vương hai người nhất định sẽ đem giang giật bắt trở lại, đoán chừng bọn hắn đều sẽ bạo động, tự mình mang theo cường giả đuổi theo giết giang giật. Địa sát giới, tư vô hải bên trên. Mạch Lăng Thu cấp tốc cuồng bay, chỉ là mấy cái chớp mắt tự vượt ngang tư vô hải, nhưng vô danh ở trên đảo cấm chế lấp lánh, địa sát quân chủ vẫn như cũ đang bế quan, hắn vào không được trong đảo. Hưu, Mạch Lăng Thu chờ dây lát, cắn răng đánh ra một đạo lưu quang, hung hăng đánh tới hướng vô danh đảo cấm chế. Hòn đảo bên trên cấm chế sáng lên chướng mắt quang mang, một giọng già nua vang lên, Lăng Thu, đã xảy ra chuyện gì? Mạch Lăng Thu liền vội vàng khom người nói, quân chủ, giang giật không chết, có tin tức của hắn hưu một thân ảnh nổ bắn ra mà ra địa sát quân chủ mắt hổ bên trong đều là kinh hỉ ánh mắt khóa chặt mạch lăng thu xác định không có nói đùa hắn mặt mũi tràn đầy khoái ý cười ha hả ha, ha 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 ta liền biết truyền nhân của hắn làm sao có thể chết đi dễ dàng như thế tiểu tử này thế mà ở bên trong chờ đợi 20 ngày ha 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 quân chủ mạch lăng thu mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu nói giang giật mặc dù không chết nhưng ngài như còn không đi giang giật lại muốn chết hắn phạm vào tội lớn ngập trời giết thật nhiều thật nhiều người, giờ phút này ô thiên vương cùng du thiên vương đã tự mình đi đuổi giết hắn. Ây, địa sát quân chủ nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, hắn dừng một chút, ngưng âm thanh hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào nói rõ chi tiết nói, đừng bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Việc này thuộc hạ cũng có lỗi, mạch lăng thu theo độc linh mấy người muốn đi đáng ma cốc bắt đầu, đem hắn biết đến cùng địch thiên quân bọn người đưa tin trở về tin tức toàn bộ bẩm báo một lần. Địa sát quân chủ sau khi nghe xong trầm ngâm, sau một lát hắn quát lớn, người lập tức đưa tin cho mỹ ảnh vương, để hắn tiến đến thần dương bí cảnh liên thủ với ta nghĩ cách cứu viện giang giật. Người liền nói hắn đứa cháu ngoại này có đại tạo hóa, như lần này không chết, thành tựu tương lai tuyệt đối siêu việt hắn cùng lục ưng vương, đạt tới phong đế cấp. Phong đế cấp làm sao có thể? Mạch lăng thu đôi mắt co rụt lại, toàn bộ nhân tộc đã biết phong đế cấp cường giả có bao nhiêu năm cái. Còn có một cái diệt ma đại đế đã chiến tử, hiện chỉ còn lại bốn cái, địa sát quân chủ nói giang giật có thể đạt tới phong đế cấp. Suy suy, địa sát quân chủ không để ý đến mạch lăng thu, trực tiếp xé rách hư không đâm xuyên đi vào, biến mất tại không có một điểm quang bày ra trong hư không. chương 1568, du ra người, tội chết. Không đi, thánh linh sơn phía trên, y bất hối cùng y đồ đều quỳ một gối xuống tại một cái trong thư phòng, mị ảnh vương lại đưa lưng về phía hai người cười lạnh không thôi. Mị ảnh vương dừng một chút, tiếp tục hừ hừ nói cái này tiểu dã chủng giết bao nhiêu người coi như ta đi lại như thế nào đãng ma cốc tin tức truyền đến phá thiên quân đại gia tộc tử đệ đều bị hắn đổ sát xong a à hắn đã như vậy có gan vậy liền tự mình đứng vững lão phu cũng không có cái mặt này ra mặt việc này phải đắc tội bao nhiêu người chính các ngươi sẽ không tính toán ta biết y đồ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu nói phụ thân việc này hoàn toàn chính xác ảnh hưởng quá lớn nhưng người cũng muốn nghĩ tiểu muội a à, lần trước bởi vì chúng ta không có xuất thủ giang giật thiếu chút nữa chết rồi. Thật vất vả tại luyện ngục bí cảnh bên trong sống sót, nếu như chúng ta còn không xuất thủ, tiểu muội biết được, nàng. Còn có thể sống sao, y bất hối trùng điệp dập đầu xuống dưới, khóc không thành tiếng, ra ra, coi như ngươi xem thường giang giật, nhưng hắn nói thế nào đều là ngươi ngoại tôn, là biểu đệ của ta. Huyết tan trong nước A, ra ra, tiểu cô tính cách ngươi cũng không phải không biết, giang giật mà chết tiểu cô tuyệt đối sẽ không sống một mình, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết ở trước mặt ngươi? Ách, mị ảnh vương hổ khu run lên, con mắt nhắm lại, mặt già bên trên hiện lên một tia thống khổ cùng xoắn suýt, hắn trầm ngâm thật lâu, vẫn là cắn răng nói ra, không phải tâm ta hung ác, làm mị ảnh tộc tộc trường, ta muốn vì toàn tộc cân nhắc. Giống như lần này đi giúp tiểu tử kia, chẳng khác nào cùng vô số gia tộc đối lập, thần dương tộc năm đó là thế nào diệt vì một cái giang giật. Chẳng lẽ liền muốn đưa toàn tộc vào hiểm địa đừng nói giang giật, coi như bồng bềnh cùng các ngươi sinh tử đều không có tộc đàn trọng yếu. Y đồ, người nếu không hiểu đạo lý này, tộc vĩnh viễn không thể ngồi ở ta nơi này cái vị trí, đi xuống đi. Ai, y đồ cùng y bất hối liếc nhau, hai người nặng nề thở dài, mị ảnh vương nói là tình hình thực tế, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy, những đạo lý này bọn hắn từ nhỏ đã nghe nói. Mị ảnh vương tính cách cứng nhắc cay nhiệt, tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Hai người mặt mũi tràn đầy âm trầm đi ra thư phòng, bên ngoài một tên trưởng lão đột nhiên bay vụt mà đến, nhìn thấy y đồ sau vội vàng dâng lên một phong thư kiện, nói, đồ ca, đây là địa sát phương cho tộc trưởng đưa tin. Ừ, cái này đưa tin là thông qua đưa tin mật trận truyền tới, vẽ đến trên giấy, y đồ hiếu kỳ quét mở ra nhìn lướt qua, đôi mắt lập tức bày ra đến dọa người, thân thể hướng trong thư phòng tiêu xạ mà đi. Lần nữa đi đến mị ảnh vương phía trước, hắn đem thư tín đưa cho mị ảnh vương, quát khẽ nói, phụ thân, người nhất định phải xuất thủ, Cứu được giang giật có thể làm cho chúng ta mỹ ảnh tộc vạn thế vĩnh xương, phù này hợp lợi ích của gia tộc. Mỹ ảnh Vương Thưa thất lông mày nhíu lại, tiếp nhận thư tín liếc mấy cái, trong mắt hàn quang lấp lánh, kinh ngạc thì thào, phong đế cấp địa sát Vương lão giả này có phải hay không lừa phỉnh ta a. À? Mạch Lăng thu đem địa sát quân chủ Nguyên thoại truyền tới, địa sát quân chủ nói giang giật có đại tạo hóa, tương lai có thể đạt tới phong đế cấp. Cái này tại Mỹ ảnh Vương xem ra có chút buồn cười, bởi vì toàn bộ nhân tộc bao quát thiên giới ở bên trong chỉ có bốn cái phong đế cấp cường giả, đằng sau xuất hiện một cái diệt ma đại đế, đáng tiếc chết trận. Mấy chục vạn năm đến, nhân loại ra đời rất nhiều phong vương cấp cường giả, nhưng đại đế một mực chỉ có bốn cái. Rất nhiều cường giả thẳng đến chết già, cuối cùng đều chỉ có thể dừng bộ phong vương cấp, phong vương cùng phong đế vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước, nhưng là thiên địa chi cách. Sao không ngữ dạng này phong vương cấp trong lịch sử có bao nhiêu? Nguyên thủy bí cảnh, đạo thiên bí cảnh, Hồng Mông Bí cảnh lịch đại thủ hộ giả đều là sắp chết già phong vương cấp cường giả, bọn hắn ở bên trong thường thường ngồi xuống liền là mấy năm mấy chục năm, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều chết già ở bí cảnh bên trong, có thể tưởng tượng đột phá phong đế cấp đến cỡ nào khó khăn. Sở dĩ, địa sát quân chủ nói rằng giật tương lai có thể đạt tới phong đế cấp, Ngụy Ảnh Vương rất là hoài nghi, Y Đồ Kỳ thật cũng có chút hoài nghi, không bằng hắn nghĩ nghĩ nói ra, phụ thân, người phải biết giang giật mới bao nhiêu lớn thực lực của hắn thế nhưng là có thể truy sát nhậm thiên phàm địa giới bao lâu không có đi ra dạng này thiên tài hắn thiên tư này so diệt ma đại đế cũng sẽ không kém bao nhiêu a à giống như hắn thật trở thành cái thứ hai diệt ma đại đế. Tốt, nghị ảnh vương rốt cuộc quyết định, lạnh giọng hạ lệnh, bản vương liền đi đi một chuyến, địa sát vương nếu ngươi lừa bản vương, ta không tha cho ngươi. Y đồ, người tại Thánh Linh Sơn tỏa chấn, ta đi trước một bước, ngươi để áo phủ bọn người lập tức tiến đến thần dương bí cảnh phụ cận, chờ điều khiển của ta. Suy suy, nghị ảnh vương trực tiếp xé rách hư không, thân thể lóe lên tiến vào hư không bên trong, trong thư phòng không gian hơi chấn động một chút, vết nứt không gian chậm rãi biến mất. Tốt, y đồ nhanh chóng gọi người hạ đạt mấy cái mệnh lệnh về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, lần này phụ vương cùng địa sát vương liên thủ, coi như. Ô thiên vương ba người cũng không là đối thủ A chỉ cần có thể cứu Giang giật đem hắn ẩn đi, chờ đạt tới phong vương cấp, tự không ai có thể giết chết hắn. Giang giật, người nhất định muốn chống đỡ, nhất định phải chờ phụ vương cùng địa sát vương đuổi tới A ô thiên vương hai người truyền tống mà đi còn có địa sát quân chủ đi vào hư không bên trong cơ hồ là cùng một thời gian tiến hành lúc này khoảng cách giang giật cùng tiểu ưng vương đi vào hư uổng phí đã dòng dã đi qua sáu canh giờ đen nhánh hư không bên trong bốn phía một điểm quang bày ra đều không có một chiếc to lớn thần châu từ đằng xa phá không mà tới thần châu mở ra cấm chế tản mát ra nhàn nhà thanh quang khắp nơi một mảnh tĩnh lặng thần châu nhanh chóng phi hành cũng không có bất luận cái gì âm thanh lộ ra phá lệ khiếp người tựa như trong đêm tối một cái to lớn cự thú tại tiềm hành, muốn nhắm người mà phệ. Cái này thần châu là đặc chế, tên là hỗn độn thần thuyền. Cái này thần châu phi thường đắt đỏ, tốc độ cực nhanh, cấm chế dị thường cường đại, nếu không trong hư không rất dễ dàng bị hư không loạn lưu xoắn nát. Bình thường tiểu gia tộc táng ra bại sản cũng mua không nổi một chiếc, coi như đại gia tộc cũng rất ít có. Hỗn độn thần thuyền chính là các giới dùng để tuần sát giới ngoại hư không, cùng tuần sát sở thuộc tiểu giới mặt sử dụng thần châu sau khoang thuyền không ai, trước khoang thuyền có 5 người, một cái thanh niên tóc lục ngồi xếp bằng nhập định đang tu luyện chữa thương, còn lại ba cái đồng dạng tóc lục cường giả thì hết sức chăm chú liếc nhìn bốn phía, dự phòng hư không loạn lưu tập kích. Một cái tóc đỏ thanh niên mặc áo đen thì mặt mũi tràn đầy lo lắng bốn phía liếc nhìn, phía trước trong khoang thuyền đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, hắn đã chờ một hồi lần nữa mở miệng nói, vẫn còn rất xa đến thần dương bí cảnh A. Giang đại nhân đừng nóng vội, Ba tên tóc lục cường giả một người mở miệng nói, giống như thiếu tộc trưởng tính ra không tệ, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể đã tới. Nửa canh giờ, thanh niên tóc đỏ cau mày, tiếp tục trong phòng dạo bước. Vào thời khắc này, phía đông sáng lên từng đạo kim sắc quang mang, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, ba tên tóc lục cường giả hơi biến sắc mặt, một người khống chế thần châu đột nhiên chuyển hướng, lướt qua một cái đường cong, hướng xuống mới bay đi. Hiu hiu hiu, từng mảnh từng mảnh kim sắc lưu quang từ đỉnh đầu bay qua, tựa như lưu tinh vũ trông rất đẹp mắt, rất nhanh biến mất ở phía xa bên trên bầu trời. ba tên tóc lục cường giả như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cái này hư không loạn lưu phi thường khủng bố như bị đánh trúng, hỗn độn thần thuyền cấm chế mặc dù có thể ngăn cản, nhưng năng lượng hội tiêu hao rất lớn, lại bị công kích một lần tuyệt đối phải bạo liệt. nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, phía trước suất cục xuất hiện một cái cửa đại điểm sáng, bất qua cái này điểm sáng phụ cận không gian lưu động có chút dị thường xa xa nhìn lại có thể mơ hồ nhìn thấy điểm sáng phụ cận có mười mấy cái vòng xoáy nhỏ. Nhiều như vậy không gian vòng xoáy, ba tên tóc lục cường giả sắc mặt âm trầm xuống, đối ngồi xếp bằng thanh niên tóc lục quát khẽ nói, thiếu tộc trưởng thần dương bí cảnh phụ cận quá nhiều không gian vòng xoáy, người tuyệt đối không thể đi mạo hiểm. Thanh niên tóc lục đôi mắt mở ra, liếc mấy cái cười lạnh nói, không phải liền là mấy cái không gian vòng xoáy sao cẩn thận một chút liền không sao. Giang giật, thanh niên tóc lục nhìn lướt qua thanh niên tóc đỏ, Mở miệng nói, bản vương có thể mang ngươi vào thần dương bí cảnh, nhưng ngươi phải bảo đảm không thể làm loạn, tuyệt đối không thể loạn giết vô tội, giết người quá nhiều dung dịch dẫn lên chúng nộ, đến lúc đó không ai có thể giữ được ngươi. Thanh niên tóc đỏ gật đầu nói, ta chưa từng giết người vô tội, thần dương tộc người vô tội, không chọc ta tuyệt đối không loạn sát. Nhưng du gia người, tội chết, chương 1569, cường giả bí ẩn xâm lấn. Khoảng cách thần dương bí cảnh càng ngày càng gần những cái kia vòng xoáy thấy cũng càng ngày càng rõ ràng, vòng xoáy là trong hư không đột nhiên hình thành, có phương viên trăm dặm lớn. Vòng xoáy bên trong đen nhánh không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hấp lực cũng đặc biệt lớn, hỗn độn thần thuyền khoảng cách một cái vòng xoáy khoảng chừng trăm dặm, tốc độ tự suy giảm, giống như không phải khống chế thần châu người lập tức quay đầu, sợ là sẽ phải bị hút vào. Thần dương bí cảnh nhìn cũng không lớn, hẳn là chỉ có phương viên trăm vạn lý tả hữu cái này bí cảnh phụ cận có mười mấy cái không gian vòng xoáy, Đem toàn bộ bí cảnh hầu như đều bao vây, Thần Châu căn bản không có cách nào tới gần. Bí cảnh bên ngoài kim sắc quang mang là cái gì? Giang giật tò mò nhìn bí cảnh bên ngoài một mảnh kim quang, luyện ngục bí cảnh bên ngoài cũng có, bất quá khi đó Tiểu Ưng Vương vừa ra tới tự tiến vào Thần Châu bế quan chữa thương, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Kia là hồng mông cương khí, Tiểu Ưng Vương giải thích vài câu, mỗi một cái bí cảnh hoặc là giới diện bên ngoài đều có người phi thăng thời điểm chẳng lẽ chưa từng gặp qua loại này hồng mông cương khí là bảo vệ giới diện bí cảnh ổn định phi thường khủng bố ta không có nguyên thủy linh bảo chiến giáp tuyệt đối không dám mặc đâm a à nha giang giật nhớ tới thiên tinh giới bên ngoài cương phong như có điều suy nghĩ tiểu ưng vương quát lạnh nói tốt ba người các ngươi chờ ở bên ngoài ta mang giang giật đi vào chúng ta cứu được người lập tức tự ra thiếu tộc trưởng ba người có lòng muốn khuyên can bị tiểu ưng vương ánh mắt bén nhọn quét qua đều không dám nói chuyện tiểu ưng vương ánh mắt bỏ ra giang giật nói đi tốt giang giật đi theo tiểu ưng vương đi sau khoang thuyền thần châu đại môn mở ra tiểu ưng vương trên đầu sừng thú cùng trên thân lục quang lấp lánh trực tiếp biến thân phía sau hai cánh thế mà khôi phục được bảy tám phần hiu tiểu ưng vương một tay bắt lấy giang giật hướng phía trước mới bay đi tốc độ lại so toàn thịnh thời kỳ không kém là bao nhiêu giang giật âm thầm sợ hãi thán phục mặc vũ tộc biến thái ngắn như vậy thời gian tiểu ưng vương lại khôi phục được không sai biệt lắm Thật là lớn hấp lực, vừa ra thần Châu Giang giật cũng cảm giác bên trái truyền đến một đạo to lớn hấp lực, muốn đem thân thể của hắn hấp xả đi qua, nếu không phải Tiểu Ưng Vương nắm lấy hắn, đoán chừng hắn chỉ có vận dụng Huyền Hoàng chi lực mới có thể ngăn được cái này hấp lực cường đại. Hưu, Tiểu Ưng Vương lôi kéo Giang Giật thân thể phá không mà đi, không ngừng hướng xa xa kim quang tới gần, phía trước có hai cái to lớn vòng xoáy, Tiểu Ưng Vương tựu hướng vòng xoáy ở giữa bay đi. Ây, Tiểu Ưng Vương tốc độ quá nhanh giang giật tựa như một cái chơi diều thân thể tả hữu phiêu động bị hai bên không gian vòng xoáy to lớn hấp lực hấp xả hắn cảm giác hai người tựa như tại siết đi dây dây thừng hai bên trái phải đều là vách núi không cẩn thận liền muốn rơi vào vách núi muốn thịt nát xương tan tiểu ưng vương đôi mắt như băng không có xem hai bên vòng xoáy một chút tại ở gần hai cái vòng xoáy ở giữa lúc tốc độ đạt tới cực hạn trực tiếp từ giữa đó đâm qua tựa hồ không có nửa điểm lo lắng bị vòng xoáy hấp lực hút vào lợi hải Giang giật đánh tâm nhãn bội phục, người bình thường sợ là không có cái này định tính, cũng không có cái này quyết đoán cùng tốc độ. Vừa rồi hắn cảm nhận được hấp lực phi thường lớn, giống như tiểu ưng vương dừng lại thoáng cái, nói không chừng hai người đều muốn bị hút đi vào. Người vào ta không gian thần khí bên trong, tại một mảnh kim quang bên ngoài, tiểu ưng vương ngừng lại, giải thích nói, xé rách hư không ra dễ dàng, phải vào bí cảnh bên trong tựu phi thường khó khăn, trừ phi phong vương cấp cường giả hoặc là đặc thù chủng tộc ngươi không có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, sẽ bị hồng mông cương phong xé rách. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, tiểu ưng vương lấy ra một cái không gian thần khí đem Giang giật đặt vào, sau đó vọt vào kim quang bên trong. Vẹn vẹn trong chốc lát hắn liền xuyên đâm hồng mông cương khí, xuất thần dương bí cảnh bên trong. Thần dương bí cảnh thật không lớn, bên trong thiên địa linh khí lại dị thường nồng đậm, so mặc vũ bí cảnh không kém nhiều lắm. Tiểu ưng vương cảm ứng một phen âm thầm gật đầu, thần dương tộc chọn địa điểm ẩn núp thật rất tốt, hỗn độn thần thuyền không dám tới gần, bình thường võ giả ai có thể đến hư không bên trong phong vương cấp cường giả ai không có việc gì đi trêu chọc du thiên vương. Vù vù, tiểu ưng vương ra một mảnh núi hoang bên trong, phụ cận tự có một cái thành nhỏ, một chút thần dương tộc đã bị kinh động bay vụt mà đến, mấy người thật xa tựu quát khẽ, người nào xông loạn chúng ta thần dương bí cảnh A mặc vũ tộc. Thần dương tộc ngăn cách, không có tư cách đi ra võ giả, căn bản không có có cơ hội giải tình huống bên ngoài, bay tới hơn 10 thần vương đỉnh phong, thế mà cũng không nhận ra tiểu ưng vương. Hiu, loại tiểu nhân vật này, tiểu ưng vương không tâm tư để ý tới, tốc độ đạt tới cực hạn hướng mặt phía bắc bay đi. Hắn dò xét đến mặt phía bắc thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, dù ra nơi đóng quân khẳng định tại phương bắc, nhậm thiên phàm hẳn là cũng đi phương bắc. Địch tập, tiểu ưng vương hóa thành một đạo tàn ảnh bay mất, những cái kia thần vương đỉnh phong lập tức đại hống đại khiếu. Xa xa thành nhỏ vô số võ giả bay lên, Ý đồ chặn đường tiểu ưng vương, thành nội có một cái thần đế cũng bay ra, nhưng loại này cấp bậc làm sao có thể ngăn được tiểu ưng vương. Nhanh đi thần dương cốc truyền báo, nhanh đưa tin cho thiên nghịch thiếu ra, có cường giả xâm lấn hướng thần dương cốc phương hướng bay đi, để bọn hắn trước thời gian chuẩn bị. Thành nhỏ vỡ tổ, một cái truyền tống trận lập tức phát sáng lên, rất nhiều đưa tin mật trận cũng phát sáng lên. Vô số đưa tin truyền khắp toàn bộ thần dương bí cảnh, rất nhiều thành trì cường giả điên cuồng hướng thần dương cốc bay đi, truyền thống mà đi. Cường giả bí ẩn xâm lấn, bay thẳng thần dương cốc, muốn đâm giết Du Thiên Nghịch. Tin tức này quá có bạo tạc tính chất, toàn bộ thần dương bí cảnh bên trong mấy trăm cái thành trì đều bạo động. Giang giật, phía trước hẳn là thần dương bí cảnh Du ra chỗ, nhậm thiên phàm trốn về đến tuyệt đối đi nơi nào. Vẹn vẹn ba nén hương thời gian, tiểu ưng vương đã tìm được thần dương cốc, không bằng hắn không có tới gần, cũng không định đi vào. Hắn chỉ là hỗ trợ giang giật mà thôi, cũng không phải là muốn cùng thần dương tộc là địch, làm sao cứu y thiền bọn hắn là giang giật sự tình hắn tuyệt đối sẽ không giết thần dương tộc một người hắn đem giang giật phóng xuất trầm giọng bàn giao nói có thể thiếu giết người liền thiếu đi giết điểm khác đừng gây nên chúng nộ ta liền tại phụ cận chờ ngươi mặc kệ có thể hay không cứu người trong vòng một canh giờ ngươi nhất định phải về tới đây ta mang ngươi thoát đi theo thời gian tính toán du thiên vương bọn người khoảng một canh giờ liền sẽ đến chờ ba đại thiên vương vừa đến ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ta biết phụ cận có một cái ẩn nấp tiểu bí cảnh, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tiểu bí cảnh, có thể hay không tránh thoát du thiên vương đám người truy sát, tự xem ngươi tạo hóa. Giang giật ghi lại tiểu ưng vương nói không có một chữ, hắn trọng trọng gật đầu nói, đa tạ tiểu ưng vương, bất luận như thế nào, ta giang giật thiếu ngươi một cái nhân tình. Giống như, ta một canh giờ chưa có trở về, ngươi cũng đừng để ý đến, chính mình trở về đi. Hưu, sau khi nói xong, Giang giật cũng không quay đầu lại hướng phía trước mới bay đi một nén nhang về sau thần dương cốc tựu thấy ở xa xa giang giật dò xét đến trong cốc có vô số xa hoa đại thành lâu đài mà lại bên trong cường giả tụ tập ít nhất có mấy trăm vạn võ giả tụ tập diệt ma chiến thần cấp cường giả đạt đến mấy vạn hắn lập tức kết luận đây chính là thần dương bí cảnh trung tâm du ra chỗ ong 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 thiên hàn châu quang mũi nhọn lấp lánh không ngớt từng cái kiếm sát tộc phóng ra lít nha lít nhít đằng đằng sát khí xếp thành một loạt đem giang giật bao phủ đi vào các loại chờ hơn 40 vạn kiếm sát tộc toàn bộ phóng xuất về sau, giang giật trong tay cổ cầm xuất hiện, trong mắt hồng quang hiển hiện, đối kiếm sát phương hạ lệch, toàn quân xuất kích, ai dám ngăn trở trực tiếp giết chết. Trường 1570, bị lừa rồi, Hiu hiu hiu, giang giật còn không có tới gần, thần dương cốc bên trong vô số quân sĩ bắn ra, đồng phục người mặc màu trắng chiến giáp. Mà lại rất nhiều người đều mặc trung phẩm thần khí, thần dương tộc không hổ là đã từng kém chút nhất thống địa giới đại tộc, nội tình thâm hậu, tài đại khí thô mấy chục vạn kiếm sát tộc trầm mặc phi hành, tựa như mấy chục vạn tôn cỗ máy chiến tranh, giang giật đứng tại kiếm sát tộc ở giữa phi thường dễ thấy. Hắn mái tóc màu đỏ bay múa, đôi mắt một mảnh huyết hồng, vừa vặn kiếm sát tộc đôi mắt đều là huyết hồng, sở dĩ nhìn giang giật tựa như ác ma chi vương, xuất lĩnh một đám minh giới ác ma muốn tàn sát toàn bộ sinh linh. Hưu, thần dương cốc bên trong du thiên nghịch xuất lĩnh mấy trăm phong hào thần đế bắn ra, đây là thần dương tộc tất cả cường giả, Du Thiên Nghịch trên mặt đều là ngạc nhiên, đứng bên cạnh Nhậm Thiên Phàm lại đầy mắt cừu hận. Nhậm Thiên Phàm kỳ thật trở về cũng không có quá lâu, chỉ so với Giang Giật bọn người sớm thời gian một nén nhang. Hắn vừa tiến vào Thần Dương Cốc về sau, tòa thành nhỏ kia bên trong tựu đưa tin tới nói một cái cường giả bí ẩn xâm lấn, là Mạc Vũ tộc người. Nhậm Thiên Phàm không có nghĩ qua Tiểu Ưng Vương cùng Giang Giật hội truy sát đến Thần Dương bí cảnh, dù sao không là ai đều có thể xé rách hư không, có hỗn độn thần thuyền, biết rõ phụ cận liền là thần Dương Bí Cảnh. Du Thiên nghịch ngay từ đầu cũng không nghĩ tới là Giang giật tới, coi là tiểu ưng vương một người tới, hai người nhận được tin tức sau lập tức triệu tập thần Dương Bí Cảnh bên trong sở hữu cường giả, chuẩn bị ninh chiến. Bí cảnh bên trong có truyền tống trận, có thể thẳng tới Đãng Ma Cốc. Nhưng nơi này truyền tống đi Đãng Ma Cốc muốn mấy canh giờ, vạn nhất truyền tống trận bị hủy diệt, truyền tống người liền bị không gian vặn vẹo chi lực xoắn nát. Sở dĩ Nhậm Thiên phàm không dám truyền tống trọng yếu nhất chính là du thiên nghịch không muốn đi hắn thấy mặc kệ là tiểu ưng vương vẫn là giang giật tới đều không trọng yếu dám đến thần dương cốc hắn át có niềm tin để người tới có đến mà không có về bởi vì thần dương cốc phía dưới có một cái đại trận một cái phi thường khủng bố đại trận bằng vào đại trận này du thiên nghịch có nắm chắc diệt tiểu ưng vương hoặc là giang giật vù vù giang giật khoảng cách thần dương cốc càng ngày càng gần hắn không lọt vào mắt giữa không trung kia mấy trăm vạn quân đội ánh mắt khóa chặt trong đám người du thiên nghịch cùng nhậm thiên phàm đôi mắt đỏ như huyết sát khí như hồng mấy chục vạn kiếm sát tộc sát khí hướng phía trước tràn ngập mà đi để rất nhiều thần vương quân sĩ đều cảm giác được có chút băng hàn tại thần dương cốc bên ngoài giang giật mang theo kiếm sát tộc ngừng lại ánh mắt của hắn trên không trung khẩn trương chiến lược thần dương tộc quân sĩ trên mặt đảo qua quát lạnh nói chuyện hôm nay là ta cùng du thiên nghịch nhậm thiên phàm ở giữa ân oán ta không muốn giết quá nhiều người không muốn chết lăn đi không có người nào động càng không có một người rời đi Du Thiên Nghịch là thần dương tộc hoàng tộc, Giang Giật muốn giết Du Thiên Nghịch cái kia chính là toàn bộ thần dương tộc địch nhân, mọi người như thế nào lại bị Giang Giật mấy câu dọa lùi Du Thiên Nghịch oán độc nhìn Giang Giật vài lần, cảm khái nói, Giang Giật, mạng ngươi thật thật lớn a, à, tại luyện ngục bí cảnh ngây người 20 ngày thế mà còn có thể sống sót bất quá ngươi dám truy sát đến thần dương bí cảnh, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nói xong, Du Thiên Nghịch vung tay lên, mấy tên cường giả bay vụt mà lên, một người mang theo một cái người cổ, đúng là địch linh nhi y thiền bốn người bốn người vẫn còn đang hôn mê bên trong, sách theo các nàng trong tay cường giả cầm dao găm, chỉ về phía nàng bọn họ đầu, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động bốn cái đầu liền muốn bạo liệt. Ha ha, Du Thiên nghịch u u cười nói, giang giật, hai lựa chọn, hoặc là tự phế thần hạch, hoặc là ta đem bốn người này ở ngay trước mặt ngươi, từng cái giết chết, tự chọn đi. Tranh tranh, trả lời Du Thiên nghịch một đạo cao vút tiếng đàn, giang giật hai tay động kinh đàn tấu, thả ra thần âm pháp tắc. Hắn không phải là đồ ngốc, giống như hắn phế đi, y thiền bốn người đồng dạng là chết hắn chỉ có đụng một cái dùng tiếng đàn đem đại quân trấn nhiếp sau đó để kiếm sát phương trước tiên xông đi vào cứu người kiếm sát phương xuất khích hắn bạo giống một tiếng kiếm sát phương như một đạo hồng quang bay đi mấy chục vạn kiếm sát tộc tề động giang giật thân thể đồng dạng động không bằng hắn là bị kiếm sát tộc chịu lấy phi hành phía dưới mười mấy cái kiếm sát tộc tụ cùng một chỗ tạo thành một cái di động đệm tiếng đàn khoảng cách mọi người càng gần uy lực càng lớn nhậm thiên phàm thực lực quá mạnh Giang giật sợ hắn tỉnh táo lại tổn thương y thiền mấy người, sở dĩ chỉ có cùng kiếm sát tộc cùng một chỗ di động. Thần âm pháp tác không để cho Giang giật thất vọng, tất cả mọi người đôi mắt trở nên mê mang cùng sợ hãi, toàn bộ bị tiếng đàn chấn nhiếp, Giang giật trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, khoảng cách ngắn như vậy thoáng cái đã đến, chờ kiếm sát phương đâm xuyên đi vào, đại cục đã định. Phanh phanh phanh, kiếm sát phương thế không thể đỡ, hóa thành một áng đỏ đâm xuyên đi vào, hai bên cử kiếm vung vẩy, như chặt như dưa hấu từng mảnh từng mảnh đem thần dương tộc đại quân chém nát nhẹ nhõm giết ra một đường máu bắn thẳng đến du thiên nghịch không sai giang giật cải biến chủ ý không để cho kiếm sát phương đi cứu người mà là đi cầm xuống du thiên nghịch vây ngụy cứu triệu chỉ cần bắt du thiên nghịch song phương đều có thể đánh bạc y thiền bốn người an toàn có cam đoan keng 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 kiếm sát tộc đại quân rất mau cùng bên trên phía trước từng mảnh từng mảnh thần dương tộc quân sĩ bị chém giết trung phẩm thần khí chiến giáp cũng không tệ lắm nhưng ngăn không được kiếm sát tộc lưỡi dao nhanh 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 giang giật không có xem những cái kia cấp thấp quân sĩ ánh mắt một mực khóa chặt tại trong đại quân đâm xuyên kiếm sát phương hai tay điên cuồng đàn tấu tiếng đàn bên trong sát khí như bài sơn đảo hải gào thét mà đi để rất nhiều cấp thấp thần vương đều từng mảnh từng mảnh đập xuống xuống dưới thống khổ chu lớn lăn lộn không ngớt kiếm sát phương quá hung tàn vẻn vẹn mấy tức thời gian tự giết ra một con đường máu theo mấy trăm vạn trong đại quân đâm qua mấy tức thời gian nó ít nhất chém giết hơn vạn bịch quân sĩ, nó như một thanh lợi kiếm bắn thẳng đến du thiên nghịch. Đằng sau Giang giật mang theo kiếm sát tộc đại quân vọt vào, sát nhập vào thần dương tộc trong đại quân. Hắn nhìn qua kiếm sát phương rời đi du thiên nghịch càng ngày càng gần, nội tâm đều treo lên, âm thầm tính toán lấy khoảng cách. Vạn trượng, năm ngàn trượng, ba ngàn trượng, ngàn trượng. Không đúng, ngay tại kiếm sát phương khoảng cách du thiên nghịch ngàn trượng thời điểm, Giang giật đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì Du Thiên nghịch mê mang hoảng sợ đôi mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, mà lại bên cạnh Nhậm Thiên phàm đồng dạng khôi phục thanh minh, hai người khóe miệng đều là nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Hưu, Nhậm Thiên phàm trong tay một đạo lưu quang đột nhiên hướng phía dưới đánh tới, tựa như tinh tinh chi hỏa, phía dưới trong nháy mắt dị biến. Ông, phía dưới thần dương cốc bên trong vô số địa phương sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang, nhưng ánh sáng kia từng cái sáng lên, như một con cự xà ở phía dưới vọt đi cuối cùng đầu kia hỏa xà đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái kỳ dị đại trận. Một cỗ không hiểu khí tức từ trong đại trận lưu truyền, tại thời khắc này những cái kia bị tiếng đàn chấn nhiếp mắt người mắt đồng thời mở ra, khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Cái này, Giang giật thần thức quét qua trên mặt lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc, bởi vì tại đại trận này khởi động về sau, tất cả thần dương tộc thực lực đều tăng lên không ít. Những cái kia thần vương khí tức đều cùng thần đế không sai biệt lắm, thần đế khí thức lại đều đạt đến nhậm thiên phàm tình trạng, còn như một chút bản thân đạt tới phong hào thần đế người, khí tức càng là nhưng so sánh kỳ thanh trần. Bất quá nhậm thiên phàm khí tức ngược lại là không có tăng lên, đồng dạng giang giật cũng không có nửa điểm ảnh hưởng, đại trận này tăng phúc hẳn là chỉ có thần dương tộc người, nhậm thiên phàm chỉ là du gia gia tướng thôi. Bị lừa rồi, giang giật hoàn toàn tỉnh ngộ. Dù thiên nghịch cùng nhậm thiên phàm tuyệt đối nuốt chừng một loại nào đó tăng phúc linh hồn đan dược, hai người theo bắt đầu liền không có bị tiếng đàn trấn nhiếp, hai người giả bộ như bị chấn nhiếp dáng vẻ, chính là vì hấp dẫn hắn vào thần dương cốc bên trong, để hắn tự chui đầu vào lưới. Giết, Du Thiên nghịch phung tay lên, vô số cường giả nổ bắn ra mà lên hướng giang giật điên cuồng lướt đến, linh hồn của bọn hắn tại thời khắc này đều chiếm được tăng phúc, rất nhiều cường giả căn bản không có chịu ảnh hưởng, dữ dội đến không tưởng nổi. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc giang giật, Du Thiên nghịch nhếch miệng u u cười nói, giang giật, đừng nói ngươi thực lực này, coi như kỳ thanh trần tiến vào thần dương cốc, đều có đến mà không có về chuẩn bị nhận lấy cái chết